mạng bỏ chạy chứng kiến cảnh này trong lòng hàn lập trở nên nặng nề không nghĩ nhiều một tay lấy ra thần chu phong lập tức kéo khúc hồn lên biến thành một đạo bạch quang đồng dạng hướng về phái tiểu đảo vô danh bay đi thấy hành động kỳ dị của thanh toán tử và hàn lập làm phùng tam nương cùng trung niên nho xanh và đám người ở lại cảm thấy không hiểu ý tứ phía dưới hai vị miêu cổ kia cũng chú ý tới màn này thần sắc đồng thời phát lạnh hướng cổ trưởng lão âm trầm nói hai người chúng ta phụ trách hai tên đào tẩu kia giết chết còn lại những người ở đây giao cho huynh xử lý. Nói xong mặc kệ ô sử có đồng ý hay không, lập tức hai vị miêu cổ trưởng lão chia nhau ra biến thành hai đạo hồng quang hướng hàn lập và thanh toán tử đuổi theo, đảo mắt liền biến mơ vô anh vô tung. Ô sử hư một tiếng, mặc dù vẻ mặt không vừa ý, nhưng cũng lộ ra sát khí nhìn về phía đám người phùng tam nương. Hư, đám người các người thật không may mắn, đã nghe được những lời không nên nghe, vậy thì nguyên thần hiến cho bổn thiếu chủ đi. Nói xong ô sửu hai tay tỏa ra một luồng âm phong màu đen từ trên thân người không ngừng dâng lên, một áp lực to lớn hưởng bọn người phùng tam nương cuốn đến. Một trận âm phong bao phủ cả bầu trời từ người hắn xuất ra khí thế mạnh mẽ bắn thẳng vào đám người phùng tam nương. chương 383, đấu kết đan, tốc độ của thần phong chu cực nhanh, lại lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ của Hàn Lập điều khiển lại càng thêm nhanh. Cơ hồ mang theo tiếng suy suy phá không bay đi, thần phong chu nhanh chóng tiến đến phía trước ngọn đảo vô danh. Ngay khi Hàn Lập thấy được kiều thạch cách đó không xa, trong lòng mới thở nhẹ một hơi, cánh tay muốn lau mồ hôi lạnh trên trán và quay đầu lại nhìn. Một cảm giác đáng sợ phát ra từ xương tủy bổng nhiên từ sau lưng truyền đến. Dưới sự kinh hãi, Hàn Lập cũng không tiếp tục suy tư liền dậm chân lên thần phong chu. Nhất thời cả người và pháp khí đột nhiên bay sang một bên, liền xuất hiện bên ngoài cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Ngay lúc đó, một đạo cầu vồng màu vàng đậm xuyên thẳng qua nơi Hàn Lập vừa đứng. Sau khi tiến được khoảng hai ba mươi trượng, Hoàng Quang liền thu liếm hiện ra thân hình một người. Hàn lập cả người toát ra mộ hôi lạnh, nhìn người này cười khổ không thôi. Người trước mắt đầu tóc rồi bù, đúng là cổ trưởng lão của lục liên điện. Bây giờ chân hắn đạp một pháp bảo hình tròn mày vàng đất, cũng không hề lên tiếng nhìn Hàn lập, ánh mắt lạnh như băng. Phảng phất trong mắt hắn thì Hàn lập cũng không khác người chết. Mà ở phía sau sát thần khoảng 10 trượng chính là nơi Hàn lập bày ra đại trận, điều này khiến cho lòng hắn không khỏi trùng xuống. Chẳng qua Hàn Lập cũng rõ ràng vô cùng, hiện tại hỏi bất kỳ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều là vô dụng cả thôi. Cùng với một vị tiền bối kết đan kỳ này, đại trận có hay không có cơ hội thể hiện uy lực vây khốn đây? Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Lập cũng yên tĩnh lại. Dưới lệnh của hắn, thân hình khúc hồn nhoáng lên, liền đứng trước thân của Hàn Lập, đồng thời trên người cũng nhẹ nhẹ tuôn ra huyết quang. Lờ mờ bên trong đó là mùi vị máu tươi bao lấy hai người. Mà hai tay của Hàn Lập chợt lóe, liền xuất hiện hai kiện pháp khí trong tay cổ trưởng lão thấy hàn lập cùng với khúc hồn có ý tứ muốn phản kháng trong mắt hàn quang chợt lóe pháp bảo hình tròn dưới chân lập tức bành trướng hoàng quang đại thịnh giống như là khôi giáp đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang sau đó hai tay của cổ trưởng lão đột nhiên xuất ra nhanh chóng biến thành nguyệt nha quang nhận vô thanh vô tức hướng đến hàn lập cùng khúc hồn cuồng dũng bay đến hàn lập dưới sự kinh hãi lại thở dài nhẹ một hơi nhẹ nhõm Pháp bảo của người này cũng không có tốc độ giống với lôi vân hạc, liền cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống. Hàn lập phấn khởi tinh thần, hai tay cũng đồng thời dương lên. Pháp khí một bên tay xuất ra liền nhanh chóng hóa lớn, chính là quy sát pháp khí. Pháp khí bên tay còn lại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu kính trói lọi. Một tảng lớn thanh quang theo trong kính mà tuông ra, trực tiếp đón lấy đạo quang nhận kia. Âm thanh phốc phốc vang lên không ngừng. Một bộ phận nhỏ quang nhận bay trước bị thanh quang chiếu chúng thân hình khiến cho tốc độ giảm đi nhiều. Nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên thanh quang, đảo mắt khiến cho thanh quang bị phân giã, biến thành nhiều điểm tinh quang. Cùng lúc đó, tấm gương trên tay của Hàn Lập cũng bốp một tiếng, từ giữa chia làm hai nữa, hoàn toàn bị hủy diệt. Cầm trong tay một nửa tấm gương nhưng Hàn Lập cũng không có chút đau lòng về việc thanh ngưng kính bị hủy. Cánh tay cũng không thèm nhìn, thò vào túi trữ vật vỗ nhẹ một cái, hai đạo ô quang cập cùng năm đạo bạch quang từ trong túi trữ vật trước sau bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nửa vòng tròn, chỉnh tề hướng đến phía trước nghênh đón. Nhưng Hàn Lập cũng không có ý dừng lại, bên người lại có 7 tám đạo bạch quang chấp động, lập tức có 7 tám con khôi lỗ thú hình binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người, bộ dáng tỏ vẻ dương cung lắp tên sẵn sàng. Lúc này quang nhận cũng đã tiếp xúc với quy sát pháp khí thật lớn kia, cơ hồ trong khoảnh khắc ngay khi tiếp xúc, pháp khí này liền xuất hiện vô số vết nứt sau khi chống đỡ trong chốc lát liền bị quang nhận võ thành trăm mảnh. Có chút thời gian tranh thủ này, bảy tám kiên đỉnh giải pháp khí của Hàn Lập tuy phát ra sau nhưng mà đến trước người khúc hồn, không ngừng luân chuyển, lần lượt bày ra các đạo quang nhận màu trắng và đen. Đương nhiên mấy kiện đỉnh giải pháp khí này cũng không thể ngăn cản công kích của hai đạo quang nhận này, ô long cập cùng với năm đạo phi nhân trắng đen kia lập tức biến thành bột. Nguyệt Nha quang nhận này cũng không có gì ngăn cản, liền không khách khí chém về phái trước, giao thủ với khúc hồn đứng trước hàn lập không hề di động kia. Hay, trong miệng khúc hồn đột nhiên phát ra tiếng giống to kinh thiên động địa, tiếp theo đó hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà tuôn ra, đảo mắt liền biến thành một xích sao hồng quang, dương nanh múa vuốt hướng về phía trước đánh đến. Nhất thời, hồng quang cùng với lưỡng đạo quang nhận kia va chạm với nhau, đồng thời các quang sử của các khôi lỗ thú ở hai bên hàn lập cũng gia nhập vào bên trong công kích của xích sao. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế rằng co, một màn này khiến cho hàn lập mừng rỡ nhưng bị cổ trưởng lão ở đối diện hiện ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng sau đó vị kết đan kỳ tu sĩ này khinh thường hừ lạnh một tiếng hoàng quang trên người đại thịnh hai tay lại tiếp tục nâng lên thấy như vậy trong lòng hàn lập không khỏi thấy lạnh lẽo để ngăn cản công kích này hắn đã phải xuất ra gần hết các pháp bảo bên người đối phương lại tiếp tục công kích một lần như vậy nữa hắn như thế nào lại không tán thân nơi đây ngay khi hàn lập kinh sợ thì không biết có phải là trời già còn thương xót hay không Tu sĩ Kết Đan Kỳ đang cười lạnh đối diện bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Trên gương mặt lúc đỏ như máu lúc thì tái nhợt, tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi, hơn nữa thân hình lại run rẩy, có vẻ như thống khổ cực kỳ. Cổ trưởng lão nhất thời vừa sợ vừa giận, trong lòng hắn biết rất rõ tình huống của mình, đây bởi vì do nguyên khí đại thương trước kia, không có nghĩ ngơi điều dưỡng liền lại tái sử dụng chân nguyên của chính mình nữa. Chẳng qua, chỉ cần cho hắn công phu trong chốc lát, hắn có thể áp chế thương thế xuống vẫn có thể tiêu diệt Hàn Lập như thường. Giờ phút này, Hàn Lập vui sướng đến điên cuồng, bắt lấy cơ hội này, hắn không hề suy tư liền kéo khúc hồn, ngay cả bảy tám con rồi cùng với xích dao đang rằng có hắn cũng bất chấp, nhanh như điện bay xuống ngọn tiểu đảo vô danh ở phía dưới. Bất chấp đối thủ đang ở phía dưới trực tiếp bay xuống. Cổ trưởng lão lúc này nỗi giận cực kỳ, nếu như Hàn Lập có thể trốn thoát từ trên tay hắn thì chuyện này trở thành trò cười lớn cho mọi người rồi. Dưới sự bực mình, hắn cũng bất chấp thương thế sau này sẽ tăng thêm vài phần, đột nhiên cắn răn điều động linh lực toàn thân, mãnh mẽ, mẽ đem sự khó chịu áp chế xuống. Sau đó cũng không có nửa điểm trần chờ di chuyển thân hình, mặt đỏ bừng bừng vội vàng đuổi theo Hàn Lập. Khoảng cách hơn 10 trượng, đối với toàn lực ngự khí của Hàn Lập mà nói, chỉ là trong tích tắc mà thôi. Nhưng cơ hồ ngay khi chân hắn vừa tiến nhập vào bên trong phạm vi của trận pháp, thì ngay sau đó, bước chân hồng hoàng đang truy đuổi hắn cũng đồng thời tiến vào bên trong trận pháp. Cổ trưởng lão đang vui mừng có thể một kích tiêu diệt hai người này thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn biến đổi. Nơi này đâu phải là tiểu đảo kia, chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng xung quanh đều là đại hải bát ngát, đồng thời cũng có một cổ áp lực thật hướng hướng đến hắn. Trận pháp, nét mặt già nua của cố trưởng lão huyên lên thần sắc trịnh trọng. Tuy hắn có chút giật mình, nơi đây như thế nào lại xuất hiện một cái trận pháp. Nhưng trong lòng lại không hề kinh hoàng. Dù sao thì xem sự dao động của vùng phụ cận trận pháp thì trận pháp này cũng là một đại trận không ra gì, hắn tự tin có thể dễ dàng phá đi. Nghĩ vậy, thần sắc của trưởng lão lạnh lùng đi, trên người phát ra hoàng quang chói mắt. Bởi vì Bích thủy thanh giáp đại trận này do Hàn Lập bày ra cho nên cảnh hắn gặp cùng với vị tiền bối kết đan kỳ này hoàn toàn khác nhau, ngự khí điểm điểm vài cái liền ra khỏi đại trận. Giờ phút này, vốn tưởng có thể từ trong đại trận dễ dàng thoát ra ngoài, cố trưởng lão sắc mặt không khỏi âm trầm chỉ thấy cổ trưởng lão trong đại trận kia hóa thành một đạo hoàng hồng lôi điện cuồng lôi này điên cuồng tấn công cấm chế của trận pháp có vẻ như lập tức thoát khốn điều này khiến cho thần sắc của hàn lập biến đổi xem tình hình này nếu là ngựa khí chạy thoát thì lập ức sẽ bị đối phương thoát trận ra mà tiếp tục truy đuổi dù sao thì pháp bảo cùng với pháp khí mà so về tốc độ thì quả thật là cách xa rất lớn hàn lập lại trù trừ một chốc trận pháp kia lại bị đối phương phá hỏng vài phần sát khí trong mắt chợt lóe cũng không hề trần trừ liền gọi khúc hồn, dưới sự che giấu của trận pháp, hai người vô thanh vô tức tiến vào đại trận, chậm rãi tiến sát cổ trưởng lão. Nhưng hai người Hàn Lập đang chân chính tiếp cận cố trưởng lão. Đối phương hiện đang ở trong trận pháp không hề kiêng kỵ phá hư đại trận, tựa như đã nhận ra điều gì. Bỗng nhiên hắn ngừng hành động trên tay lại, ánh mắt dị thường hướng đến xung quanh nhìn lại, hiện lên một vẻ âm lệ. Hàn Lập cau mày, nhưng ngay lập tức lật bàn tay, hào quang chợt lóe, một cây tiểu kỳ màu xanh xuất hiện trong tay, đúng là chủ trận kỳ khống chế trận pháp này. Vài câu chú ngữ trầm thấp có chút yếu đuối từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, sau đó liền cầm lá cờ trong tay ném đi, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào đại trận. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt của cổ trưởng lão đột nhiên biến đôi, nước biển ở bốn phía bỗng nhiên mãnh liệt lên, vốn là áp lực ngàn cân bỗng nhiên lại tăng thêm vài phần, khiến cho thân hình hắn nhất thời ngây ngốc. Chương 384: Trảm sát cao giai. Ngay thời điểm tu sĩ kết đan kỳ trì hoãn lại thì bên trong nước biển ở bên cạnh liền bắn ra 10 hơn 10 đạo băng thương hung hăng bay về phía lưng hắn. Thân hình Cổ trưởng lão vốn đang rất phụng về bỗng nhiên hồi phục sự linh hoạt trở lại, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên tiến về phía trước, một đạo thật lớn nguyệt nhận hoàng quang rời tay bắn ra, trong chớp mắt liền va chạm với các băng thương đánh lén kia, bốp bốp vài tiếng, băng thương lập tức bị đập nát, cũng không hề giảm tốc nhắm thẳng phương hướng của băng xà chém đến. Cùng lúc đó, phía sau lưng Cố trưởng lão bỗng nhiên chia ra một đạo quang trụ màu đỏ bắn nhanh ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách lại ngắn như vậy, lại thêm cổ trưởng lão bị trận pháp hạn chế vốn không kịp trốn tránh, đành phải biến sắc làm hoàng quang trên người đại thịnh ngạnh kháng. Dưới một kích của huyết quang, vị tu sĩ kết đan kỳ này liền lui về phía sau hai bước, thân hình có chút trọng vạng. Ngay lúc này, thanh quang chợt lóe lên, hàn lập vô thanh vô tức xuất hiện bên người cổ trưởng lão, hai tay nắm chặt một thanh cự kiếm hung hăng bổ xuống. Lần này cổ trưởng lão thật sự kinh hãi cực điểm, Vừa rồi nơi này rõ ràng là không hề có một người nào, đối phương dùng là loại độn thuật quỷ dị nào. Tuy trong lòng hắn có khiếp sợ nhưng trên người Hoàng Quang cũng không có chỉ hoãng, đột nhiên bạo trướng lên, muốn đón đỡ một kích của Hàn Lập. Hàn Lập cười khẻ một tiếng, cả người liền biến mơ không thấy đâu, mà bốn phía xung quanh lại chuyển đến tiếng xé gió phốc phốc. Hơn 10 đạo huyền ti đột nhiên xuất hiện bốn phía, hung hăng đâm đến. Phi châm, cổ trưởng lão hoảng sợ, đối với tu tiên giới có loại mệnh danh là âm khí, hắn tự nhiên biết rất rõ. Nhất thời cả người hoàng quang bạo phát, hắn muốn lập tức hủy diệt các pháp khí âm độc này, tránh khỏi bất chi bất giác bị ám toán. Phanh một tiếng nổ, hàn lập ở phía sau chém xuống một kiếm khiến cho hoàng quang lập tức chấp lên, tiếp theo người đạo tơ hồng kia giống như là độc xà quỷ dị tiến vào bên trong hoàng quang, xuyên thủng vào bên trong một chút, phần còn lại không ngừng mạnh liệt tiến vào trong. Cổ trưởng lão vừa sợ vừa giật, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Một tay sờ vào túi trữ vật, lúc này hắn cũng đã có chút hiểu được, dưới trận pháp của đối phương và sự công kích quỷ dị kia, dưới nguyên khí đại thương của hắn cùng với một món pháp bảo tựa hồ rất khó thủ thắng. Cũng không có chờ cho hắn lấy pháp khí ra, hai đạo huyết quang chợt xuất hiện trên người, sắc nhọn vô cùng tiến vào bên trong hoàng quang hộ thể. Do chúng một kích của Hàn Lập cùng với sự vây khốn của phi châm, hoàng quang có chút ảm đạm đi, dễ dàng bị đạo huyết mang này xuyên thủng qua. Sắc mặt cổ trưởng lão trắng bệch, dù sao thì cũng là kết đan kỳ tu sĩ, ngay khi huyết mang xuyên qua hộ thể hoàng quang chốc lát liền cảm thấy không ổn, hắn cũng bất chấp trong tay cầm bảo vật gì, thân hình đột nhiên né về một bên. Nhất thời một đạo huyết mang bay sát bên tai, lập tức cắt ngọn cái lỗ tai, máu thịt văng ra ngoài. Tuy là tránh được chỗ trái tim nhưng đầu vai cũng xuất hiện một lỗ nhỏ. Khiến cho cổ trưởng lão đau đớn ai ui một tiếng, hai chân mềm nhùn thiếu chút nữa đã quỷ gối xuống. Thế công của Hàn Lập không chỉ có thế, thân hình cao lớn của khúc hồn dựa theo nước biển dâng lên, hai tay liền nhấc lên lưỡng đạo huyết mang bắn ra đồng thời hàn lập sắc mặt không đổi một tay nâng ngân kiếm lên chém xuống tạo thành một đạo ngân quang thật lớn đánh vào hoàng mang phát ra tiếng động sẹt sẹt chói tai cực kỳ tay còn lại lấy ra một sấp phù lục nhanh chóng phát ra vô số hỏa cầu cùng băng trùy nhất thời quang hoa đủ loại màu sắc cùng với âm thanh bạo liệt vang lên không ngừng dưới sự đau nhức cổ trưởng lão kinh hoàng cực kỳ hắn rõ ràng cảm thấy được dưới sự áp bức của đại trận mang lại cùng với công kích không ngừng của đối phương, hồn nguyên bát tiêu hao pháp lực rất lớn, đã có chút chống đỡ không được sự tiêu hao của hoàng quang hộ thể rồi. Hoàng sợ, hắn cũng mặc kệ 3721 liền sử dụng bí thuật, mạnh mẽ đề xuất pháp lực thì âm thanh chú ngữ lạnh lùng của Hàn Lập đột nhiên vang lên. Nhất thời nước biển trung quang điên cuồng dâng trào lên, sau đó, áp lực vốn đã rất lớn trên người hắn đột nhiên tăng lên mấy lần, làm cho điểm hoàng mang cuối cùng trên người hắn phát ra âm thanh xì xì dưới ánh mắt không thể tin nổi, hoàng quang quanh thân hắn biến mất vô ảnh vô tung. mười đạo phi châm vốn đang rằng co với hoàng quang kia được thoát khốn, lập tức hóa thành hồng quang tiến đến những nói yếu hại trên cơ thể đánh đến, khiến cho thân hình hắn trao đảo vài cái, rốt cuộc cũng không chịu nỗi quỳ xuống đất. ngân quang chợt lóe lên, hàn lập đột nhiên vô thanh xuất hiện bên người cổ trưởng lão, liền đem đầu lâu của hắn chém bay ra hơn trượng. máu tươi bắn cao hơn thước, một mùi vị huyết tinh nồng đậm khuyết tán ra ngoài. đến lúc này. Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơn. Tiến lên một bước, đến gần tử thi không đầu cua tay lấy túi trữ vật bên hông thu lấy. Đồng thời khúc hồn cũng thu lấy pháp bảo bát hình màu vàng kia. Tiếp theo, Hàn Lập liền mang theo khúc hồn, cả hai thân hình chợt lóe lên rời khỏi đại trận, lập tức ngự khí bay đi. Sau khi bay được hơn hai ba mươi hải lý, Hàn Lập liền ngự khí tiến vào trong lòng biển phía dưới, tiềm nhập sâu hơn mười trường. Sau đó, hắn đem pháp khí thu lại, lấy ra tấm lụa mỏng có khả năng đoạn tuyệt khí tức kia, đem chính mình cùng khúc hồn bao phủ bên trong, đồng thời hai người cũng vận dụng vô danh khẩu quyết, tiến nhập vào trạng thái luyện khí. Trong chốc lát sau khi hắn làm hết thảy điều này, một cổ thần thức cường đại phẫn nộ cực kỳ buông xuống vùng biển phụ cận xung quanh, lúc này đang tìm kiếm không chung trên mặt biển chung quanh đó. Thần thức này tuy kiểm tra cẩn thận nhưng không có khả năng phát hiện ra tung tích của Hàn Lập cùng khúc hồn cuồng bạo thần thức này sau khi lướt qua vùng phụ cận nơi hai người ẩn trốn liền vội vàng di chuyển về hướng khác tiếp tục tìm ký êm. Lúc này Hàn Lập mới có thể hoàn toàn yên tâm, đương nhiên, hắn cũng không có ngu xuẩn lập tức xuất hiện trên mặt biển, liền ở dưới đáy biển xuất ra một tầng vòng bảo hộ đạm lam, đem hai người bảo hộ trong đó, ngăn cách nước biển xung quanh. Bắt đầu cùng với khúc hồn xếp bằng dưỡng thần, lần ẩn úp trong lòng biển này đã hơn nửa tháng rồi. Mấy ngày hôm trước, một cổ cường đại thần thức tựa hồ không chịu bỏ qua, điều tra xung quanh nơi Hàn Lập ẩn nấp mấy lần, nhưng mỗi lần như vậy, Hàn Lập sớm thu liếm khí thức, không thể phát hiện được gì mà rời đi. Lúc này, thần thức cuồng bạo kia đã hoàn toàn biến mất, hơn 10 ngày sau không hề xuất hiện. Lúc này Hàn Lập mới dám bắt đầu hành động, cẩn thận chậm rãi độn suốt hơn trăm lý mới từ trong lòng biển bay ra ngoài, xác định một phương hướng liền toàn lực bay đi. Khôi tinh đảo tự nhiên đã không thể trở về rồi, chỉ có thể tìm một địa phương khác đặt chân thôi tuy nhiên không biết cổ miêu nhị vị trưởng lão của lục liên điện cùng với vị thanh niên gọi là ô sử có quan nhệ như thế nào tại sao lại không tiếc tất cả muốn giết người diệt khẩu nhưng có thể khẳng định nơi này không phải là nơi mà trúc cơ kỳ tu sĩ như hắn có thể đi vào có thể rời xa phạm vi hai thế lực này là tốt nhất chẳng qua thật sự là đáng tiếc động phủ ở tiểu hoàn đảo kia cùng với ba bộ pháp khí bảy trận đầy đủ hơn nữa trong lần tranh đấu này tổn thất các pháp khí khác lần này hắn thật sự tổn thất không nhỏ hàn lập một bên ngự khí phi hành một bên cười khổ tự diểu. Chẳng qua, so sánh với bọn người trung niên lành ít xử nhiều kia, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, cũng không có ôm oán khí gì. Hàn Lập đang tự trấn an bản thân, đột nhiên vừa động lòng, đem túi trữ vật của cố trưởng lão lấy ra. Thời gian trước lo lắng để phòng sự tìm kiếm của thần thức cuồng bạo kia, Hàn Lập cũng không có tâm tư xem xét qua vật này, hôm nay cũng có thể nhìn xem rồi. Túi trữ vậy của một vị tu sĩ kết đan kỳ, sẽ không hề nghèo nào chút nào hy vọng có thể đền bù lại chút tổn thất lần này. Thần thức chậm rãi tiến vào trong túi chữ vật, Hàn Lập liền nhìn thấy bảy tám khối linh thạch bật chung, khiến hắn kinh nghỉ đến phát cuồng đi. Vị cố trưởng lão thân gia này thật sự là không hề nghèo nàn chút nào. Có thể mang nhiều linh thạch như vậy trong người, chẳng lẽ hắn cũng giống với mình, có thói quen mang theo toàn bộ gia sản trên người. Nếu như là như thế, nhiều linh thạch như vậy đối với một tu sĩ kết đan kỳ nhiều năm như vậy mà nói tựa hồ lại rất bình thường. Sau khi suy nghĩ như vậy, Hàn Lập suốt cuộc cũng có thể chuyến sự chú ý rời khỏi linh thạch, ánh mắt chuyển đến những vật khác bên trong. Một bình ngọc cao khoảng một thốn, hai phù lục lấp lóe lam, kim nhị sắc hào quang, một quyển đạo thư cùng với một viên cầu lấp lóe lam quang. Còn lại toàn thứ không đáng giá chút nào, đạo thư cũng không có gì, chỉ là công pháp thượng tầng thổ ly quyết mà thôi, tuy không thể nói là công pháp bình thường nhưng hắn căn băn không có tu luyện công pháp này. Chỉ có hai phù lục kia là được, một phù bảo họa một thanh tiểu kiếm màu vàng, tấm còn lại họa một con dao long màu lam chẳng biết tên là phù lục gì, làm Hàn Lập trong lòng vui vẻ. Hàn Lập lấy viên cầu kia ra đùa nghịch trong chốc lát, rốt cuộc có thể khẳng định đây là nuôi đan của yêu thú cấp 5 nào đó, cũng là vật cực kỳ chân quý. Cuối cùng, chỉ còn lại cái bình ngọc không hợp mắt kia. Nhưng ngay Hàn Lập đem cái tiểu bình màu vàng kia mở ra thì bên trong có 5 khỏa đan hoàn màu vàng. Những đan hoàn này chẳng những lớn nhỏ giống như nhau, hơn nữa ánh sáng tỏa ra cũng rực rỡ, bạch khiết cực kỳ, Tản ra một mùi dược hương kỳ dị. Hàn Trần Đan nhìn những đan hoàn trong tay, Hàn Lập ngây người cả nửa ngày. Tuy hắn không hề gặp qua những đan hoàn này nhưng hình dáng cùng màu sắc của nó cùng với sự miêu tả trong cuốn Đan Đạo Bình Giám mà hắn mua được hoàn toàn giống nhau. Không phải là nó thì là cái gì đây? Chương 385, Hải Viên Đảo. Hàn Lập dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một quả đan dược, nhìn thấy nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng lần này gần phải bỏ mạng xem ra cũng không có uổng phí công phu. Có được vài khỏa hàng trần đan này, khúc hồn cùng hắn có thể dễ dàng tăng thêm vài phần kết đa rồi. Đem đan dược trở lại trong bình ngọc, Hàn Lập cẩn thận mang bình ngọc trở về bên trong túi trữ vật. Hôm nay, Hàn Lập muốn tìm một chỗ có linh khí nhưng phải là địa phương an toàn, tiến hành kết đan. Vô luận là hắn hay là khúc hồn, nếu như một người có khả năng tiến vào kết đan kỳ, dưới sự truy đuổi của kết đan kỳ cũng có thế một chạy thoát hoặc là giết chết đối phương chẳng qua kết đan cũng không phải là trong chốc lát có thể thực hiện được nơi này hoàn toàn khác với thiên nam tu sĩ các tu sĩ đều phải chuẩn bị đầy đủ linh dược và thời gian mới có thể đánh sâu vào trong bình cảnh được lúc trước hắn muốn mua tuyết linh thủy cùng thiên hỏa dịch chính là hai loại linh vật mà tu sĩ tiến hành kết đan phải dùng nếu như không có nó không thể nói là không thể kết đan nhưng hiệu suất kết đan thành công lại thấp đến nỗi người tu tiên phải hộc máu tuy không ai chính thức thống kê nhưng nghe nói nó có thể tăng thêm phần trăm hiệu suất kết đan ngoài hai dạng linh vật này còn có một ít linh dược khác có thể phục dùng khi kết đan chủng loại càng nhiều thì hy vọng kết đan càng lớn nhưng không có ảnh hưởng nhiều như là tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch mà thôi đương nhiên chúng cũng giống với hai dạng linh vật này sử dụng lại sẽ không hề có hiệu quả dù sao cũng không phải là ngồi xuống luyện khí ăn vài dạng linh dược bất đồng là tốt nhất ngược lại có thể phản lại hiệu quả kết đan nữa nhưng buông cười chính là linh dược trong tay hắn tuy hiệu quả không bằng tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch ngược lại đều là những linh dược hy hữu khó kiếm bởi vì chúng nó cần ít nhất là một loại thậm chí là nhiều loại ngàn năm linh thảo làm nguyên liệu mới có thể điều chế ra các tu sĩ bình thường ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy ngoài tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch ra các loại khác nhiều lắm cũng có một hai loại linh thảo là xa xỉ lắm rồi đương nhiên chuyện này đối với hàn lập mà nói cũng chẳng là sự tình quan trọng gì trừ vài loại linh thảo hắn không có hoặc là chưa từng nghe thấy qua khi hắn còn ở tiểu hoàn sơn tu luyện mấy năm nay đã chuẩn bị tốt, đã dùng chúng nó điều chế ra 10 loại linh dược hỗ trợ kết đan, cũng đã đặt ở bên trong túi trữ vật của hắn rồi. Khiến cho những kẻ khác kinh ngạc chính là những linh dược này không cần tiên thiên linh hỏa luyện chế, hoàn toàn giống dược vật của phàm nhân, đơn giản điều xứng một chút là có thể hoàn thành. Mà các loại phương thuốc này lại có thể dễ dàng tra được từ trong các điển tịch. Điều này khiến cho Hàn Lập lúc trước kinh ngạc cả nửa ngày, đến nay hắn cũng còn có chút khó hiểu mà hắn lại có thể tìm được năm khỏa hàn trần đan, chính là một trong những loại đan dược cần thiết cho kết đan các tu sĩ ở loạn tinh hải dùng làm phụ trợ, cho nên mới có thể gặp được may mắn trong đại nạn A. Nhưng cũng không phải nói, một khi dùng các loại đan dược này vào sẽ tăng hiệp suất lớn hơn các tu sĩ khác. Theo như tư liệu mà Hàn lập tra được, hắn phán đoán rằng cho dù hắn chuẩn bị kết đan xa xỉ cực kỳ như vậy, so với các tu sĩ kết đan khác cũng có thể nhiều hơn nữa thành hiệu suất thành công thôi. Việc so sánh như thế cũng chỉ là do Hàn Lập tự phán đoán. Mặt khác, quá trình kết đan này không phải là trong 10 bữa nửa tháng là có thể hoàn thành. Dựa theo các loại điển tịch cùng với kinh nghiệm kết đan của Lý Hóa Nguyên, cả quá trình kết đan ước chừng kéo dài khoảng 3 đến 5 năm mới kết thúc. Cụ thể thời gian kéo dài như thế nào cũng phải xem đến tư chất của người tiến hành kết đan mà định. Trong khoảng thời gian tiến hành kết đan này kiên kỳ tâm cảnh mừng rỡ hoặc bi thương, cũng như không thể cùng địch nhân đấu pháp. Đồng thời cần phải hấp nạp một lượng thiên địa linh khí nhất định. Cho nên, Hàn Lập muốn tìm một đảo có linh khí tiến hành bế quan kết đan đều là sự tình cần thiết phải làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập lấy ra một khối ngọc giản trên người, bên trong ngọc giản này lấy khôi tinh đảo cùng với ba đại đảo làm trung tâm tạo thành một tấm hải đồ thật lớn. Hàn Lập tiến thần thức vào bên trong, tốn công phu không nhỏ rốt cuộc cũng có thể phán đoán ra đại khái vị trí chính mình hiện tại, sau đó mới mới từ trong hải đồ tìm tiêu chú thuyết minh một ít đặc điểm những đảo nhỏ xung quanh sau thời gian khoảng một bữa cơm hàn lập ngừng đăm chiêu rời khỏi ngọc giản sau đó nhìn mặt biển bốn phía xung quanh cùng bầu trời xanh hai mắt hiếp lại nhìn về một phương hướng mang theo khúc hồn biến thành một đạo bạch quang trong nháy mắt biến mất nơi chân trời dọc đường đi hàn lập gặp hoang đảo tạm thời đặt chân khôi phục lại pháp lực tiêu hao nếu gặp phải tu sĩ chiếm đóng đảo hắn lập tức rời đi không dám dừng lại một tí nào sợ lưu lại sẽ để lại dấu vết bị người ta tra được liên tiếp hai ba lần đổi phương hướng như thế Hàn Lập mới hướng đến địa phương đang tiến đến cực nhanh bay đi. Hai tháng sau, trên bầu trời một hòn đảo nào đó đột ngột xuất hiện thân ảnh Hàn Lập cùng khúc hồn. Đảo này xem ra nhỏ hơn nhiều so với khôi tinh đảo, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với những tiểu đảo xung quanh, miễn cưỡng có thể xếp vào những hòn đảo trung bình. Đây chính là hòn đảo Hàn Lập muốn đến, hải viên đảo. Trên đảo ngoại trừ nhiều phàm nhân ra, đại đa số đều là tu tiên giả cấp thấp, càng không có cái gì đảo chủ, hoàn toàn là nơi có thể tự do tùy ý ra vào. Đảo này có tên như vậy bởi vì vùng phụ cận có một loại yêu thú cấp thấp phi thường kỳ lạ, hải viên. Hình dáng yêu thú này cũng giống với viên hầu, điểm bất đồng duy nhất chính là yêu thú này có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp thủy tiến thuật, hơn nữa linh trí cũng khá cao. Thời kỳ trưởng thành có trí tuệ khoảng đứa bé 7-8 tuổi, có thể tiềm nhập sâu vào trong biển bắt cá ăn, thật sự là loại yêu thú đa số người tu tiên muốn thu phục làm tạp dịch trong động phủ tuy hải viên này được gọi là yêu thú nhưng trên thực tế ngay cả tu sĩ năm sáu tầng luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại cho nên hàng năm đều có một ít tiểu thuyền đến đây thuê một ít tu sĩ cấp thấp bắt lấy bán cũng có một ít tiểu thương ra tại đảo bầy lấy tòa pháp trận kiếm lập nên một điếm diện lâu dài hàng thu mua hải viên còn sống với giá thấp chờ đến một thời gian sẽ có hải thuyền đến đây mang đi một lần kể từ đó đảo này tụ tập một ít tu sĩ nhưng sau đó những tán tu sau khi tòa pháp trận này được kiến thiết nên cũng nhanh chóng tăng lên, tất cả bởi vì hải viên đảo có một cái mã mã hổ hổ linh mạch khổng lồ. Tuy chất lượng của linh mạch này cũng không cao lắm nhưng phạm vi của linh mạch lại quá lớn, cơ hồ tại mọi địa phương trên đảo đều là nơi tu luyện của các tu sĩ cấp thấp. Cái gọi là linh nhãn cùng với những đại phương linh khí dày đặt trên đảo này so với những đảo khác cũng không quá lớn, căn bản là không có những cao giai tu tiên nào đến đây tranh đấu nhằm chiếm lấy linh khí không dày đặc cùng với đặc sản hải viên trên đảo này đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn trở thành thiên hạ của những tu sĩ cớ thấp tự do tuy ngẫu nhiên có một ít tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc kết đan kỳ đến đảo nhưng đại bộ phận đều là những khách nhân đi ngang qua vừa đúng là địa phương tuyệt vời hàn lập dùng ẩn thân để kết đan hai ngày sau hàn lập đứng trên một ngọn núi hoang vu trên đảo nhìn động phủ tạm thời vừa kiến thiết xong trước mặt trong lòng hài lòng cực kỳ Bên trong tân động phủ này đơn giản chỉ có một cái dược viên cùng với hai mật thất bí ẩn ra cũng không có kết cấu phức tạo nào khác. Đương nhiên, Hàn Lập dùng một bộ trận khí đầy đủ và một cái ẩn nặc trận pháp bình thường che lại động khẩu, cẩn thận hơn, hắn đem hai con huyết bạch chi thù bên trong áo ra lưu giữ linh thú thả ra, lệnh cho chúng nó bảo vệ động phủ. Trải qua mấy năm dạy dỗ, hai con huyết bạch chi thù đã lớn hơn cái đầu rồi, hơn nữa còn liên tiếp thăng hai giai, đã trở thành tiêu chuẩn của linh thú bậc cao rồi. Đối phó với những luyện khí kỳ tu sĩ bình thường sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Chúng nó cũng là hai con yêu thú duy nhất Hàn Lập mang đi khỏi động phủ Tiểu Hoàn Đảo. Cho nên, những yêu thú còn lại của hắn đều để ở bên trong động phủ Tiểu Hoàn Đảo. Hàn Lập đoán rằng, nếu những lão gia hỏa có âm mưu kia còn không có cam lòng muốn giết hắn diệt khẩu hoặc là vì cổ trưởng lão kia mà báo thù, khẳng định sẽ tìm đến động phủ của hắn ở Tiểu Hoàn Đảo. Tuy bên ngoài động phủ kia có ba đại trận che đậy, nhưng cũng không thể ngăn cản sự cường công của tu sĩ kết đan kỳ được bao lâu. Đương nhiên cũng sẽ không cần hỏi gì, động phủ khẳng định sẽ bị lộ ra ngoài. Mà động phủ này theo Hàn Lập dự tính thì khả năng bị phát hiện cũng là 5 năm. Bởi vì trên thực tế, những động phủ khác đều không sử dụng trận pháp che giấu mà là sử dụng những cơ quan thuật của phàm nhân giới, xảo diệu hơn là dùng một khối cự thạch điêu khắc ngăn chặn tại động khẩu. Nếu có người đến ngay ngọn núi đặt động phủ tìm tòi, Hàn Lập cũng tự tin đối phương sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường nhưng nếu người đến là một gia hỏa tâm tư cẩn thận có thể tra được gì hay không thì khó mà nói dù sao trên ngọn núi này cũng sẽ có một cỗ khí thức khác lạ nhưng cũng không thể gạt được thần thức cường đại của tu sĩ kết đan kỳ do vậy hàn lập vì có điểm không buông tha cho việc thuần phục độc trùng này nhưng cũng có thể nghe theo thiên số mà thôi đương nhiên nếu quả thật là trong năm 6 năm nữa vẫn không bị phát hiện lấy độc trùng này ngoan cố như thế cũng sẽ không chết chúng nó đương nhiên cũng không có giống với năm 6 năm trước hàn lập suy nghĩ như vậy liền cùng khúc hồn tự đi vào bên trong mật thất. chương 386, tứ nhiên kết đan. Trước khi dùng linh dược, Hàn Lập ngồi trong mật thất đả tỏa vài ngày, sau đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất mới lấy ra tiểu bình đựng thiên hỏa dịch. Hắn ngửa đầu cẩn thận cho thiên hỏa dịch vào trong miệng, vội vàng thu về, nhắm mắt chờ đợi dược lực phát tác. Không bao lâu sau, kinh mạch trong cơ thể Hàn Lập dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi, dọc theo kinh mạch cấp tốc lưu truyền. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hàn lập liền lấy đan dược trên người trực tiếp bỏ vào miệng không hề suy tư liền bắt đầu tính tâm tu luyện thanh nguyên kiếm quyết đánh sâu vào bình cảnh ngay khi tầng thứ bảy kiếm quyết đạt thành thì cũng chính là lúc hàn lập kết đan thành công đương nhiên hàn lập cũng thông qua thần thức phân phó cho khúc hồn ở mật thất kế bên đồng dạng ăn vào thiên hỏa dịch cùng với phụ trợ linh dược dành cho hắn công pháp khúc hồn tu luyện chính là huyết luyện thần quang thuộc loại ma đạo công pháp tốc thành dưới tình huống bình thường sẽ không có khả năng kết đan nhưng sau khi có huyết ngưng ngũ hành đan đương nhiên sẽ bất đồng cho nên cùng với tình huống hàn lập kết đan cũng sẽ không hề giống nhau khúc hồn không phải mượn công pháp nào đó tiến hành ngưng kết kim đan mà là trước sau ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan trực tiếp luyện hóa đan lực đến khi có thể kết thành sát đan tương đối mà nói hắn so với quá trình kết đan của hàn lập phải đơn giản hơn rất nhiều bởi vậy sau khi ra mệnh lệnh cụ thể hàn lập liền để cho khúc hồn tại mật thất kế bên không hề phân tâm nữa Tuy biết chính mình kết đan được thật xa vời nhưng Hàn Lập như thế nào cũng muốn chính mình thử vận khí một chút. Chính là không thể thành công nhưng cũng vì lần sau kết đan mà tích lũy một chút kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoại giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào bên trong quá trình luyện khí. Lúc này, thời gian trôi qua đối với Hàn Lập mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, xuân đi đông đến, một ngày bốn năm sau, hải viên đảo vẫn hỗn loạn như vậy, Xung quanh bến tàu cùng vùng phụ cận có một tòa thành thì có một chút hưng phấn vây quanh, bởi vì lúc này là thời điểm phần đông mọi người xuất hải tiến hành giao dịch. Phần đông tu sĩ cấp thấp vội vội vàng vàng ra vào đảo. Chúng tu sĩ cố nhiên nhìn linh thạch mà mặt mày hớn hở, các thương gia cũng mang thần sắc vui mừng thu mua không ngừng. Đến khoảng giữa trưa, trên một ngọn núi hoang nào đó trên đảo lại xảy ra một sự tình khiến cho các tu sĩ phụ cận một màn trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trời xanh ngàn dặm không hề có chút mây nào bỗng nhiên phong vân biến sắc, một tảng lớn mây đen chẳng biết khi nào bao phủ trên bầu trời ngọn núi hoang kia, tia chớp bằng bạc, sấm sét đinh tai nhức óc, như là cuồng xà loạn vũ. Đồng thời, thiên địa linh khí khắp bốn phương tám hướng đều lấy ngọn núi hoang đó làm trung tâm, bắt đầu di chuyển, bên dưới đám mây đen tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn đường kính vài dặm. Đem linh khí hơn 10 dặm xung quanh hấp nạp không còn một mảnh, khiến cho nhóm tán tu kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ không hẹn mà cùng rời khỏi địa phương tu luyện, vội vàng hướng đến hoang sơn kia bay đến cho dù là người tu tiên cô lậu quả văn đi chăng nữa lúc này họ cũng rõ trong lòng loại thiên địa kinh người này rõ ràng là do một vị tiền bối nào đó của tu tiên giới đã thành công kết thành kim đan loạn tinh hải đã xuất hiện thêm một tu sĩ kết đan kỳ chẳng qua có người chọn một địa phương như thế này kết đan khiến cho tất cả những tán tu này cảm thấy ngoài ý muốn trong lòng bọn họ đều hâm mộ và kinh ngạc cực kỳ tự nhiên sẽ đến xem tới cùng nếu có khả năng cùng với vị cao nhân này quan hệ thậm chí nếu vận khí tốt có thể bái làm môn hạ của vị này đều là sự tình không thể. Nhưng ngay khi những vị này đang đuổi đến địa phương đó, lốc xoáy linh khí nọ tựa hồ đã hấp thụ quá nhiều linh khí, phát ra một tiếng phượng minh liền hoàn toàn tan rã. Bên trong linh khí đang mất trật tự kia ẩn ẩn ngũ sắc hào quang, có vẻ xinh đẹp cực kỳ. Tiếp theo, vân khai vụ tán, cuồng lôi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, nhưng vẫn hơn hẳn thời tiết bình thường. Mà lúc này, các tán tu mới vừa bay đến vùng phụ cận Hoang Sơn. Nhưng ngay khi tiến vào gần hơn Bên tai đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lùng vô cùng Tự tiện tiến vào gần Giết Âm thanh này lãnh khóc cực kỳ Một chút cảm tình cũng không có Làm hơn 10 tên tu sĩ cấp thấp sắc mặt đại biến Không hẹn mà cùng đình chỉ lại thân hình Nhìn nhau không biết làm sao Hiển nhiên là vì tiền bối vừa kết đan thành công kia tựa hồ không thích người khác quấy dày Nhìn nhau trong chốc lát Bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến về phía trước Liền quay đầu im lặng trở về Nhưng không lâu sau chuyện tu sĩ kết đan thành công trên hải viên đảo lập tức được lưu truyền ra ngoài khiến cho những tu sĩ không hề biết việc này ngạc nhiên đến nửa ngày có tu sĩ lựa chọn kết đan tại hải viên đảo này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu ngoài ý muốn nhất thời lấy ngọn núi hoang kia làm trung tâm xuất hiện rất nhiều tân động phủ của các tu sĩ cấp thấp tuy nhiên có cảnh cáo của tu sĩ kết đan kỳ kia những tán tu này không hề có tâm tư mà tùy ý tiến đến gần hơn nhưng cũng đều tiến hành tu luyện vùng phụ cận xung quanh nói không chừng còn có thể gặp vị tiền bối kết đan cao cao tại thượng kia trong nhất thời nơi đây nhân khí đại vượng nhưng ai cũng không hề biết bên trong động phủ nào đó trên ngọn hoang sơn này sớm đã không còn người nào người chân chính kết đan đang phi hành trên không trung cách ngàn dặm kia cùng một chỗ còn có một thanh niên thần sắc bình tĩnh đúng là người chưa kết đan thành công hàn lập hàn lập nhìn khúc hồn ngồi xếp bằng bên người sắc mặt tuy như thường nhưng trong lòng cũng lộ ra vẻ vui mừng cực kỳ kỳ thật một năm trước hắn đã đình chỉ bế quan rồi. Bởi vì trải qua ba năm dùng linh dược tiến hành luyện khí, hắn không thể không thừa nhận lần này căn bản không có khả năng thành công, ngay cả dấu hiệu động lại một tia chân nguyên cũng không hề có. Vì thế, hắn liền đình chỉ tu luyện, chuyên tâm phụ trợ khúc hồn kết đan. Kết quả, khúc hồn sau dưới phần lớn linh dược phụ trợ mạnh mẽ, cũng không làm cho hàn lập thất vọng, mấy ngày trước long hổ giao hội, đã kết thành sát đan. Cả quá trình thuận lợi như thế cũng khiến cho hàn lập có chút kinh ngạc. Dưới sự vui mừng, Hàn Lập lên tiếng cảnh cáo các tán tu kia. Sau đó lập tức rời khỏi động phủ này, mang theo khúc hồn âm thầm ly khai hải viên đảo. Hiện tại hắn muốn phản hồi tiểu hoàn đảo, nhìn xem động phủ có hay không còn tồn tại. Tin tưởng rằng trải qua 4 năm thời gian này, các gia hỏa kia cho dù có kiên nhẫn cũng không có khả năng có kết đan kỳ tu sĩ quan sát tiểu hoàn đảo nữa. Nếu không có việc gì, hắn muốn mang theo kỳ trùng trong động phủ mà rời khỏi, sau đó cao chạy xa bay, hoàn toàn rời khỏi Tây Nam Hải Vực lấy loạn tinh hải to lớn như thế cùng với tu vi kết đan sơ kỳ của khúc hồn như thế nào không có chỗ cho hàn lập dung thân chứ. Hơn nữa, bởi vì linh căn của khúc hồn không rõ ràng là thuộc tính nào nên không thể sử dụng lục hoàng kiếm. Nhưng pháp bảo hồn nguyên bát kia của cổ trưởng lão lại có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho dù không thể hoàn toàn luyện hóa pháp bảo này, có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó nhưng cuối cùng cũng có pháp bài có thể cùng với tu sĩ kết đan kỳ khác miễn cưỡng chiến một trận. Càng huống chi, hắn còn có phù bảo tiểu kiếm màu vàng kia, các phù bảo đều giao lại cho khúc hồn, chỉ để lại phù bảo tiểu đao. Lấy tu vi kết đan kỳ của khúc hồn, khu động phù bảo cũng không cần thời gian nhiều điều đông linh lực, khoảnh khắc có thể khu động tấn công địch, có thể bù lại uy lực không đủ của pháp bảo. Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền toàn lực thúc dục thần phong chu, biến thành một đạo bạch quang, nhắm phương hướng khôi tinh đảo bay đến. Hơn một tháng sau, thân ảnh của Hàn Lập cùng khúc hồn đã xuất hiện trên bầu trời của tiểu hoàn đảo. Hàn Lập trước tiên dùng thần thức tìm tòi bốn phía xung quanh tiểu hoàn đảo một lần, thực không hề có thân ảnh của các tu sĩ, lúc này mới an tâm cùng khúc hồn thúc dục pháp khí, theo hướng động phủ của mình bay đến. Còn ở xa hai ngọn núi kia nhưng thần thức của Hàn Lập trước tiên từng bước đem hai ngọn núi kia đảo qua một lần. Hàn Lập ngự khí đứng trên không trung hoàn toàn bất ngờ. Chẳng những hai tòa động phủ thật giả kia bình yên vô sự thế nhưng ngay cả ba tòa trận pháp bên ngoài cũng không có chút hình dáng tổn hao gì cả. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của Hàn Lập. Chẳng qua cảnh tượng quỷ dị này ngược lại khiến cho Hàn Lập kinh hãi trong lòng. Cách ngọn núi không xa, thần phong chu đã dừng lại. Hắn không có trực tiếp tiến vào trong đại trận ngược lại sắc mặt có chút âm trầm quan sát xung quanh. Trong ngoài bốn phía ngọn núi này đích xác là không có phát hiện gì khác thường, Hàn Lập cúi đầu trầm ngân trong chốc lát, bỗng nhiên hai hàng chân mày nhíu lại, thần phong chu dưới chân cũng tiến vào trong đại trận. Trận pháp này so với 4 năm trước Hàn Lập rời đi không có dấu hiệu thay đổi chút nào. Hàn Lập xem xét một lượt, không hề trần trừ tiến vào trong động phủ. Động phủ giả hắn tự nhiên sẽ không quan tâm, và là trực tiếp tiến vào bên trong động phủ thật kia. Sau đó nhanh chóng đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Ngay khi tiến vào trong mật thất, Hàn Lập khẽ nhếch miệng lắp bắp kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên cực kỳ. chương 387, Phệ Kim Trùng, bên trong mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng, Hàn Lập đứng trên một tấm thạch bích, quan sát khắp căn thạch thất này. Vì sợ chúng đào thoát từ những động khẩu kia, Hàn Lập lại bố trí bên trong thạch thất một cái tiểu cấm chế, khiến cho chúng nó không thể đào tường mà ra. Theo suy nghĩ của Hàn Lập, cho dù chúng bài danh cao đến đâu thì hôm nay cũng chỉ là ấu trùng phát triển được 5 năm mà thôi, mấy cái cấm chế bình thường này cũng đủ vây khốn chúng. Nhìn bên trong mật thất, chẳng những cấm chế đã hoàn toàn biến mất, trên cửa đá lại có trăm ngàn lỗ hồng, đã bị phá hủy đến 7-8 phần trong lòng có điểm sợ hãi tâm niệm vừa động hàn lập khiến cho khúc hồn đi nhanh đến tấm cửa đá gần nhất đẩy ra bên trong cũng trống trơn cái gì cũng không hề có hàn lập thở ra một hơi tuy trong lòng đã có chút chuẩn bị nhưng vẫn buồn bực cực kỳ hắn nhìn khắp mật thất một lần liền đem ánh mắt dừng lại trên cánh cửa đá sau đó không nói một lời đi đến trước tấm cửa đá đã bị hủy hại hình dáng thạch môn bị hủy hoại này vô cùng kỳ lạ mặt trên đều là những lỗ nhỏ giống nhau khiến cho Hàn Lập khó hiểu chính là bên trong những lỗ nhỏ này không hề bóng loáng, ngược lại khô nhám cực kỳ, thật sự không giống do loại pháp khí nào đó tạo thành. Hàn Lập nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng lên, đem hai mắt chậm rãi nhắm lại, dùng thần thức đem khắp nơi còn lại trong mật thất quét tới. Bên trong đồng dạng cũng trống không, không còn một vật, thậm chí bên trong mật thất nuôi dưỡng hai loại kỳ trùng bài danh trong bách bảng cũng biến mất, khiến cho Hàn Lập đau lòng không thôi. Bỗng nhiên thần sắc vừa động, mở hai mắt ra, trong mắt Hàn Quang chưa lóe, liền rời khỏi mật thất này đi đến một gian mật thất khác. Mật thất cũng trống không, nhưng sau khi Hàn Lập tiến vào, nghi hoặc xoay người đi đến nhặt một vật bên trên tảng đá. Đem vật đó nắm trong bàn tay, sau đó nhìn kỹ. Một khối xác của kỳ trùng đã lột vỏ lớn cỡ bàn tay, ngân quang lóe sáng, giống trông như làm từ bạc, xinh đẹp cực kỳ. Hàn Lập dùng một ngón tay tiếp xúc một chút với trùng xác, cảm thấy nó bóng loáng vô cùng, hơn nữa lại phi thường cứng rắn. Cúi đầu suy tư chốc lát, khẳng định vật này tuyệt không phải là loại kỳ trùng mà mình nuôi dưỡng. Kể từ đó, sắc mặt Hàn Lập trịnh trọng hơn, hơi nheo hai mắt lại. Hắn lấy mật thất này làm trung tâm, thần thức bắt đầu bao phủ từng tất đất tìm kiếm. Hắn tuyệt không tin không tìm thất một chút manh mối nào. Một lát sau, Hàn Lập có phát hiện ngoài ý muốn bên trong dược viên. Dưới tàng cây um tùm đó lại rắt một ngân cầu sáng lóa mắt, nó cũng không phải là nguyên vật bên trong động phủ này. Hàn Lập liền gọi khúc hồn, thần sắc âm trầm đi ra, đi thẳng đến dược viên. Thể thích của ngân cầu cũng không có lớn quá, chỉ cỡ như cái đầu của một tiểu hài tử mà thôi, nhưng là nó lại lóe ra ngân quang thật yêu dị, thật sự rất rõ ràng. Hàn Lập đứng ở lối vào dược viên, nhìn viên cầu này ngưng thần không lên tiếng. Hắn có cảm giác đã nghe nói viên ngân cầu này ở đâu rồi nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra. Chẳng qua vật này cùng với cái ngân trùng sắc kia có liên hệ với nhau. Trùng sắc, linh quang trong đầu Hàn Lập chợt lóe, tựa hồ đã nhớ đến điều gì. Hắn vội vàng lấy tay sờ bên túi trữ vật, một khối ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện trong tay, đúng là ngọc giản nghi lại những tâm đắc dục trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông. Thần thức tiến vào, Hàn Lập liền tập trung xem nội dung ở vị trí thứ 12 trên trùng bảng. Phệ kim trùng, quần tụ hung trùng, bài danh thứ 12, là một kỳ trùng thích ăn uống, sau khi thôn phệ thiên địa linh khí trở nên hung lệ vô cùng, nước lửa không xâm nhập, quần tụ lại tạo nên hình cầu, định cư bên dưới tán cây, ngọc mộc có thể khốn nó, nhện là khắc tinh. Hàn Lập xem những giới thiệu này mấy lần, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, không khỏi nhìn về phía ngân cầu kia. Tuy chưa từng bồi dưỡng loại kỳ trùng này, nhưng nếu như đổi loại kim bối đao lang thành loại kỳ trùng phía trước thì hẳn vạn phần vừa ý. Chẳng qua, dựa theo những lời trong ngọc giản này thì phệ kim trùng này ngoại trừ ngọc thạch cùng với gỗ ra, cơ hồ không vật gì không ăn, bắt giữ nó rất không dễ dàng gì. Nhưng may mắn hắn còn có hai đầu huyết ngọc chi chu, tuy bài danh thấp hơn phệ kim trùng nhưng lại có khả năng khắc chế đối phương. Bởi vì theo mặt sau Ngọc Giản miêu tả, ngân sắc vệ kim trùng đã không phải là ấu trùng nữa rồi, đã lên tới một bậc thượng gia yêu thú như là bạch chi thù, có thể sánh ngang với những vệ kim trùng này. Chẳng qua lúc này, hắn vẫn thử một chút với những trùng tử này, xem có hay không như những lời Ngọc Giản miêu tả lợi hại như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Lập đứng ở phía sau mà khúc hồn lập tức đi nhanh về phía trước. Trước thân khúc hồn toát ra huyết quang, nhất thời từ trong năm ngón tay của quả đấm hé ra một tảng lớn huyết mang đánh tới, khoảnh khắc liền bao lấy viên ngân cầu kia. Vật kia tựa hồ như giống như là vật chết, không hề có động tính. Thấy một màn này, Hàn Lập sờ cái mũi của chính mình, có chút thất vọng. Tu sĩ Ngự Linh Tông thổi phồng lời hại như thế thì như thế nào lại không có phản ứng như vậy. Do so dự một chút, Hàn Lập lệnh cho khúc hồn hành động khác. Chỉ thấy khúc hồn nhìn ngân cầu kia, trong mắt hung quang chợt lóe, một đạo pháp quyết màu xanh biết đánh lên phía trên huyết quang đang bao phủ bên ngoài ngân cầu. Nhất thời, huyết quang bổng nhiên từ hồng chuyển sang tử đảo mắt liền hung hung thiêu đốt hóa thành ma hỏa cực kỳ lợi hại bị yêu dị ma hỏa thiêu đốt như vậy ngân cầu rốt cuộc cũng có biến hóa ban đầu giống như đất cát bình thường tạo thành trong phút chốc liền phân biệt thành nhiều điểm ngân quang phát ra ông ông tiếng vang hàn lập ngưng thần nhìn kỹ chỉ thấy những ngân quang này đều là những trùng tử lớn cờ một hạt đâu từ mắt thường có thể thấy được cả hàm răng vẻ ngoài so với những giáp trùng bình thường không có gì khác thật sự không nhìn ra chỗ đặc thù nào hàn lập nghi hoặc có thể đây không phải là phệ kim trùng gì gì đó hẳn là hắn đã nhận sai lầm rồi nhưng quan sát trong chốc lát hàn lập liền cảm thấy khiếp sợ bởi vì bên trong ma hỏa của khúc hồn những giáp trùng này không hề có dấu hiệu bị đốt thành cho bụi ngược lại còn có bộ dáng vui mừng cực kỳ mà điều càng không thể hiểu nổi chính là chúng nó lấy một tốc độ cực nhanh cắn nuốt ma hỏa đảo mắt một cái tử diễm đã biến mất một phần nhỏ thấy một màn như vậy hàn lập khôi phục lại bộ dáng hoan hỉ đến phát cuồng hắn lập tức lấy áo ra bên hông mở ra, hai đạo bạch quang từ trong áo ra bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đúng là hai huyết ngọc chi thủ kia. Hàn lập cũng không có trần chờ, lập tức hạ lệnh bắt sống. Nhất thời, ngay trong lúc chỗ hỏa diếm cuối cùng bị phế kim trùng ăn mất, lưỡng đạo chất lỏng màu trắng từ trong miệng hai con chi chu phun ra, trong không trung liền biến thành hai mạng nhện đường kính hơn một trượng, mang tất cả ngân giáp trùng bao phủ bên trong. Mạng nhện này cũng lớn hơn mạng nhện bình thường, mắt lưới bên trong lại nhỏ vô cùng, đem tất cả ngân giáp trùng bao lại bên trong không hề có khe hở nào đào thoát ra ngoài tựa hồ như phệ kim trùng cảm giác được nguy hiểm chúng nó lập tức biến hình thành những mũi tên màu bạc giống như nổ thì bắn nhanh đón lấy mạng nhện phốc phốc hai tiếng ngay khi hai mạng nhện màu trắng đem những mũi tên màu bạc kia bảo phủ chặt chẽ bên trong tạo thành một cái võng đoàn phệ kim trùng bên trong tựa hồ như đã phát cuồng sau khi phát ra âm thanh chói tai liền bắt đầu cắn vào lưới nhện có ý muốn pha mạng nhện mà thoát ra ngoài nhưng hai đầu bạch chi chu kia căn bản không hề cho chúng nó một cơ hội nào, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm từng ngụm bạch dịch, một lát sau đem chúng nó bao phủ thành một cái kén thật lớn. Nhưng mà Hàn Lập cũng biết, những cái mạng nhện này chỉ sợ sẽ không vây khốn được về kim trùng được bao lâu, liền vội vàng từ bên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái kén mền nhún kia cho vào bên trong ngọc hạp, sau đó lập tức đóng hộp ngọc cất vào túi trữ vật. Lại nói tiếp, những yêu thú đặc biệt phải sử dụng những dụng cụ chuyên môn mới được, nếu không những linh thú bình thường sẽ không thể hô hấp trong túi trừ vật mà chết mất. nhưng kỳ trùng trên bách bảng lại không giống như vậy, sanh mệnh lực của chúng nó cường hãn vô cùng, không cần hô hấp cũng có thể ở trong túi trừ vật bình yên vô sự. nếu không tu sĩ ngự linh tông trước kia cũng sẽ không đem nhiều ấu trùng như vậy chỉ bỏ trong một chiếc lọ nhỏ rồi mang theo bên người. đương nhiên nếu là muốn dùng thú để đánh địch thì phải sử dụng túi đựng linh thú chuyên dụng. chẳng những có thể có phương tiện triệu hồi linh thú, hơn nữa cũng là phương tiện huấn luyện bọn chúng điều quan trọng nhất là túi linh thú có thể đem những linh thú có thể tích quá lớn thu nhỏ lại bên trong túi trừ vật cũng không có cách nào mang những vật còn sống thu nhỏ lại để cất chứa nên cho dù là kỳ trùng cũng chỉ có thể dùng túi linh thú chuyên môn thôi hàn lập thu lại ngọc hạp sợ rằng chính mình còn bỏ quên điều gì bên trong động phủ cùng vùng phụ cận sử dụng thần thức tìm tòi qua một lần kết quả ngoại trừ trên mấy lỗ thủng chi chít ở trên mặt đất ra thì cũng chẳng phát hiện được gì những cái lỗ nhỏ này do về kim trùng theo bên dưới mặt đất tiến vào bên trong động phủ lưu lại dấu vết như thế. Sau đó, Hàn Lập không dám ở lại lâu trong động phủ, lập tức mang đi ba bộ trận pháp đầy đủ thu lại rồi ngự khí rời khỏi. chương 388, Khúc Hồn Ma Uy Hàn Lập cùng Khúc Hồn từ trong hòn đảo nhỏ ngự khí bay ra ngoài, nhưng ngay khi rời khỏi tiểu đảo, sắc mắt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, đem thần phong chu ngừng lại. Không cần che giấu, xuất hiện đi. Hàn Lập nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ồ, oh, từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc, tiếp theo các sắc quang hoa xuất hiện, bảy tám tu sĩ trúc cơ kỳ lộ ra thân hình cách đó không xa. Hàn Lập, người cùng với khúc tu sĩ vì hàng trần đan mà sát hại mau sư đệ môn hạ của đảo chủ vĩ tinh đảo, nay sự tình đã bại lộ, hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ, phụng mệnh một đảo chủ đến chế trụ ngươi giao cho chiêm thai đảo chủ trừng phạt, người tốt nhất mau mau thúc thủ chịu trói đi. Một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vừa hiện thân lên liền ngạo nghễ lớn tiếng với Hàn Lập. Hàn lập và khúc hồn vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên thu liếm tu vi của chính mình, những người này phán đoán sai lệch tu vi của hai người nên mới có vẻ hoàng tráng như thế. Tuy bọn họ cũng có chút giật mình, Hàn lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước, khiến cho mai phục thất bại. Nhưng lấy thân thủ cùng tu vi của bọn họ, đối phó với một luyện khí kỳ cùng một chút cơ kỳ kia vẫn là sự tình đơn giản. Bởi vậy bọn họ vẫn không để trong lòng, rõ ràng là muốn làm cứng. Hàn Lập bất động thanh sắc nhìn mất người bọn họ mới thản nhiên nói, các ngươi là tu sĩ của Khôi Tinh Đảo. Nói ta sát hại tu sĩ kia, có chứng cứ gì không? Nghe xong lời này, lão giả đầu bạc trước tiên liền dùng mình nhưng sau đó liền cười lạnh nói, thì sao? Ngay cả Miêu trưởng lão của Lục Liên Điện làm chứng ngươi còn muốn không nhận sao? Không cần phải thanh minh, Mộc Đảo chủ đã truyền lời xuống, hai sư diệt các ngươi giảo trá dị thường, ngay khi phát hiện phải lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau. Nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt hàn lập hơi đổi, gương mặt mang theo một tầng hàn ý nói, phế bỏ tu vi. Mộc đảo chủ không định cho hai người chúng ta nói một câu sao. Hắc hắc, các ngươi lẩn trốn đã mấy năm, chứng cơ sớm đã kết luận rõ ràng, còn muốn nói cái gì. Mọi người động thủ, mau bắt hai người này về lĩnh thưởng. Lão giả đầu bạc không kiên nhẫn chừng mắt quay về những người khác phân phó. Nhất thời, các tu sĩ này không nói một lời lập tức động thủ, phần đông đều đồng loạt tế suốt các loại pháp khí, các loại hào quang hung hung bay về phía hàn lập mí mắt hàn lập khẽ giật một chút như thế nào có ý tứ chế trụ rồi khóa tu vi của chính mình đây xem hung quang trong mắt bọn họ dã dàng là muốn đánh chết mình tuy không biết bên trong có hay không có mưu mẹo khác nhưng cũng khiến cho hàn lập không khỏi động sát tâm khúc hồn giết bọn họ không để cho một ai chạy thoát âm thanh của hàn lập tuy không lớn những lạnh băng cực kỳ khúc hồn đang đứng ở phía sau không phát ra âm thanh tiến lên từng bước trên người toát ra huyết quang kinh người, khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng ánh sáng chói mắt. Khẽ hét lên một tiếng, hoàng quang dưới chân khúc hồn chợt lóe, cả người đón nhận đám pháp khí kia. Sau vài giây hào quang của các pháp khí biến mất nhưng bên trong huyết sắc đại thịnh, các pháp khí bỗng nhiên bị bao phủ bên trong một cái lồng bằng máu liền dừng lại. Thân hình của khúc hồn xuất hiện ở trung tâm của huyết quang. Mặt không chút thay đổi kết pháp ấn, mở miệng nói một chữ cấm. Nhất thời tất cả pháp khí tựa như bị cái gì thôi động, tất cả đều ngoan ngoãn bắn đến bên người của khúc hồn. Ống tay áo vung lên lập tức tất cả pháp khí liền biến mất. Sau đó, khúc hồn mới chuyển ánh mắt đến đám chấp pháp tu sĩ bọn họ sớm đã bị một màn này khiến cho cả kinh trợn mắt hốc mồn lên. Kết đan kỳ, hắn là tu sĩ kết đan kỳ, không biết là rốt cuộc ai đã phát hiện chân chính tu vi của khúc hồn, sắc mặt cả đám người liền biến thành màu xám như cho. Các tu sĩ còn lại nghe như vậy cũng đồng dạng kinh hoàng cực kỳ, lập tức có hai tu sĩ thông minh lập tức quay đầu ngự khí chạy như điên. Mà lão giả tóc bạc cầm đầu kia còn đâu ngạo khí khi nãy nữa, chỉ còn có thần tình không thể tin nỗi kia. Khúc hồn một khi đã nhận được sự phân phó của Hàn Lập, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được. Hai mắt bỗng nhiên hóa hồng như máu, không hề có chút cảm tình liếc mắt nhìn hai người bỏ chạy kia, không nói một lời nhấc hai tay lên, hai đạo huyết trụ màu đỏ từ trong lòng bàn tay cuồng phún ra ngoài, nhanh vô cùng, chợt lóe lên liền tiến đến ngay sau lưng hai tu sĩ đã bỏ chạy hơn 10 trượng kia. Hai gã tu sĩ này, một người mang một hộ giáp màu vàng lập lòe tình quang, một người còn lại quấn lấy một sợi dây xích màu xanh, vừa nhìn biết đó không phải là vật phàm, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với cột sáng liền lập tức cả pháp khí lẫn người bị huyết quang đánh thành bụi phấn. Thấy tình hình như vậy, các tu sĩ muốn bỏ chạy khác lập tức cả mặt không còn chút máu. Lão giả đầu bạc kia lại sợ hãi cực kỳ, vội vàng cao giọng hô lên, Tiền bối, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, khúc hồn căn bản không hề nghe đối phương nói những lời như vậy, đầu vai run lên. Huyết quang liền thoát ly khỏi thân thể hướng đến bầu trời bay lên, nhất thời chúng tu sĩ liền nhìn thấy một đám huyết phân không nhỏ. Tiếp theo, khúc hồn lại dương tay lên, một đạo pháp quyết màu tím phát ra, phốc một phát, huyết phân kia trong khoảnh khắc liền biến thành những ngọn lửa tím tỏa ra kín bầu trời, ùn ùn kéo đến những chấp pháp tu sĩ bên dưới đánh xuống lão giả đầu bạc cùng với những tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều không cam lòng đều tế xuất ra các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ. Nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của khúc hồn, bọn họ chỉ chống đỡ được trong chốc lát cuối cùng cả người và pháp khí hóa thành cho bụi. Tiếp theo, thân hình khúc hồn chợt lóe lên, đem mấy túi trữ vật rơi xuống của bọn họ đều thu lấy trong tay. Hàn Lập cũng đã sớm tiến đến trước hai túi trữ vật của hai tu sĩ bị huyết quang xử lý kia, xa xa nhặt lấy sau đó ngự khí đi đến bên người khúc hồn đi thôi nếu có tu sĩ kết đan kỳ đến đây sẽ phiền toái lớn hàn lập sau khi nhìn bốn phía thì thảo tự nói như là cùng khúc hồn nói chuyện lại như là tự mình lầm bầm khúc hồn không lên tiếng thân hình chợt lóe liền đi về trên thần phong chu hàn lập lập tức thúc dục pháp khí hóa thành một đạo bạch quang hướng đến phía xa mà đi sau một khắc một lam một đỏ lưỡng đạo ánh sáng kéo dài từ khôi tinh đảo phi đến đảo mắt liền đến địa phương khúc hồn đánh chết các chấp pháp tu sĩ kia quang hoa trói mắt sau khi thu liếm hiện ra thân hình một lão giả mang vẻ mặt đầy gian trá cùng một vị trung niên cả người đầy bụi bặm xuất hiện giữa không trung. Chính là nơi này, linh khí nơi đây vừa mới hết dao động, xem ra hung thủ vừa rời khỏi không lâu trung niên nhân âm trầm nói. Lần này trong nhóm chấp pháp đệ tử vừa rồi có một người chính là đệ tử của hắn. Ngay khi người này vừa mới chết, bên trong nguyên thần bài được trung niên nhân thi triển bí thuật liền xuất hiện dị biến, trung niên nhân này lập tức biết đệ tử của mình đã gặp bất chắc, lúc này mới cùng một vị bạn tốt từ trong động phủ phi độn đến, cũng không nghĩ đến là đã muộn một bước. Viên đảo chủ, ta dùng phù vân tầm tung thuật xem xét một chút, xem phương hướng của hung thủ rời đi, nếu có thể truy đuổi theo còn có ba thành cơ hội để ngăn cản đối phương lại. Lão giả chỉ chỉ phương hướng hàn lập bỏ chạy kia ung dung nói. Được, hai người chúng ta đuổi theo, nhất định phải bắt được hung thủ. Bụi khí trên người trung niên nhân bành trướng, lộ ra một vẻ mặt dử tận nói. Nhưng căn cứ theo linh khí va chạm nơi đây, Đối phương khẳng định là kết đan kỳ tu sĩ. Tuy ra tay chỉ là một người nhưng ai biết còn có tu sĩ khác không đây. Viên đạo hữu sao lại vì một gã đệ tử bình thường mà đi xung đột với tu sĩ đồng cấp chứ? Lão giả bỗng nhiên chuyển lời, trọng tâm muốn khuyên nhủ Trung Niên Nhân. Nghe xong những lời này, Trung Niên Nhân liền dùng mình, nhưng lại lộ ra vẻ mặt không đành nói. Chẳng lẽ đệ tử ta chết như vậy, nếu như việc này truyền ra ngoài, Viên mẫu không khỏi bị mang thanh danh nhát gan sao? Ha ha nơi đây ngoại trừ kẻ nào đó bên ngoài còn có người khác nữa hung thủ kia một khi đã là kết đan kỳ tu sĩ nhưng lại dám ở phụ cận khôi tinh đảo tùy ý ra tay giết người khẳng định không phải là người của của tây nam hải tự nhiên sẽ không mang việc này nói loạn lên cho nên ngẫm nghĩ lại cũng sẽ là người không có mục đích gì như vậy chúng ta chỉ cần làm bộ dáng đuổi theo không kịp việc này tự nhiên sẽ không có chi nữa nếu không vì một gã đệ tử bình thường mà tạo nên xung đột với một tu sĩ đồng cấp không biết danh tính kia tranh đấu, thật sự là không đáng giá để mạo hiểm. Lão giả hắc hắc cười cười, tỏ vẻ không cho là đúng. Nghe xong những lời này, vẻ mặt giận dữ của viên đảo chủ dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. trầm ngâm một lát, sắc mặt hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hướng về phía lão giả chấp tay nói. Đa tạ tề đạo hữu nhắc nhở, viên mỗ cảm kích vô cùng, chờ sau khi ta trở về sẽ đối đãi tử tế với tộc nhân của vị đệ tử này là được. Như vậy mới đúng, chúng ta là người theo đuổi theo đạo trường sinh, thân thể ngàn vàng, như thế nào lại dễ dàng mạo hiểm như vậy chứ? Nhưng cho dù có muốn mạo hiểm cũng phải chắc chắn mới được. Lão ở một bên khua khua tay nói, chẳng qua, những chấp pháp tu sĩ này đều ở vùng phụ cận tiểu hoàn đảo giám thị động phủ, như thế nào lại khiến cho tu sĩ kết đan kỳ phải đại khai sát giới đây? Chẳng lẽ lại quan hệ đến hai gã bị lục liên điện truy nã sao? trung niên nhân sau đó lại có chút khó hiểu trầm tư suy nghĩ tính toán làm gì việc này chẳng quan hệ gì với chúng ta mộc đảo chủ cùng với lục liên điện liên thủ mới có thể đủ sức truy hai người kia hai người chúng ta cũng chỉ là phó đảo chủ mà thôi lo lắng như thế làm gì chứ lão giả hừ lạnh một tiếng trong miệng gay gắt nói nghe xong lời này trung niên nhân liền mỉm cười tiếp theo vị viên đảo chủ cùng với lão giả ở lại không trung tán gẫu trong chốc lát mới theo đường cũ quay về chương 389, Thiên Tinh Thành Giữ Tinh Cung. Hàn Lập đương nhiên không hề biết, một hồi nguy cơ như thế có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng cũng phải cẩn thận vô cùng, hắn ngày đêm không ngừng nhắm hướng đông bay đi. Một khi đã bị truy nã, Tây Nam Hải vực đã không thể ở lâu, nhưng nếu đến địa phương khác thì phải cần cả bản đồ của loạn tinh hải mới được. Hàn Lập bây giờ chỉ có hải đồ của Tây Nam Hải vực thôi. Do vậy, một tháng sau, Hàn Lập tạm thời dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Tuy đảo này không lớn nhưng do nằm ở vùng biên giới của Tây Nam Hải Vực và Hải Vực khác, đảo cũng là một tiểu phường thị phi thường phát đạt. Vốn tâm tính cẩn thận, Hàn Lập cùng khúc hồn dùng bí thuật đồng thời che đậy đi tướng mạo của hai người. Từ đó, trừ phi tu sĩ nào tu vi cao hơn khúc hồn, nếu không muốn dùng thần thức xem tướng mạo thật của hai người cũng chỉ có thể nhìn thất một mảnh hồng quang mơ hồ mà thôi hàn lập ở lại phường thị trên đảo nửa ngày để bổ sung các loại nguyên liệu và một số điển tịch ghi chép về loạn tinh hải và các hải vực xung quanh vụ này hắn tiêu phí cũng không ít mấy vị điếm chủ ở trong phường thị này gặp được đại tài chủ hàn lập thì không khỏi vui mừng sau khi đã mua đủ mọi thứ hàn lập không kéo dài thêm thời gian ngay trong ngày liền rời khỏi tiểu đảo ngồi trên thần phong chu hàn lập lấy ra những ngọc giản cẩn thận đọc qua chẳng biết qua bao lâu hắn thở dài ra một hơi Ngọc giản cầm trong tay đã bỏ vào trong túi trữ vật, bắt đầu trầm tư. Trải qua một phen tìm hiểu kỹ, hắn cũng đã có một ít hiểu biết đối tình huống của Loạn Tinh Hải. Loạn Tinh Hải rất lớn, nhưng rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng không ai biết, cũng không ai ngu dại đi đo lường. Hải đồ của Loạn Tinh Hải bây giờ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của Loạn Tinh Hải mà thôi, đây cũng là cộng đồng tu sĩ Loạn Tinh Hải thừa nhận. Những hải vực đã kiểm tra rồi bình thường được gọi là nội tinh hải, bên ngoài những hải vực được kiểm tra là ngoại tinh hải. Mà từ trong miệng mọi người, loạn tinh hải này kỳ thật chính là nội tinh hải mà thôi. Ngoại tinh hải còn có một cái tên khủng bố chính là yêu hải. Bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú cường đại không thể ngờ đến. Nghe nói chống chọi lại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không hề rơi xuống hạ phong, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp chưa từng đi qua lẻ lưỡi cả nửa ngày. Bên trong biển tịch còn có nói, thời kỳ thượng cổ, bất luận là nội tinh hải hay là ngoại tinh hải đều là thiên hạ của yêu thú, các nhóm tu sĩ cũng chỉ có thể cố thủ một vài tòa tiểu đảo nhỏ mà thôi chẳng biết lại trải qua bao nhiêu lâu nữa rất nhiều tiền bối loạn tinh hải quyết tâm diệt trừ những yêu thú cường đại mới phát triển thành nội tinh hải hôm nay ngày nay cả loạn tinh hải đều do một thế lực lớn gọi là tinh cung quản hạt thế lực này đã tồn tại bao lâu ngay cả trong biển thì cũng không thể có được thời gian chính xác nguyên nhân thành lập cũng có rất nhiều truyền ngôn có cái nói là do các vị cao nhân lúc trước diệt trừ yêu thú kiến tạo nên có người lại nói là trước kia một thế lực rất lớn từ từ thống nhất loạn tinh hải kiến tạo ra. Thiên Tinh Cung hôm nay đã biến một hòn đảo lớn trong nội tinh hải biến thành một tòa thành thị siêu cấp, Thiên Tinh Thành. Trong đó có hai vị thành chủ được xưng là Thiên Tinh Song Thánh thống trị cả tổ chức Tinh Cung. Hai gã thành chủ này thần bí dị thường, không có xuất hiện trong Thiên Tinh Thành lại càng không hề có trường hợp lộ diện trước công chúng, bởi vậy ai cũng không thể gặp qua mặt bọn họ. Nhưng tu sĩ trong loạn tinh hải đều nói rằng nhị vị thành chủ này đều có tu vi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là một trong những cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết. Dù sao thanh danh của thiên tinh song thánh cũng đã truyền lưu gần ngàn năm, làm sao có thể sống lâu như thế. Mà ngoại trừ thiên tinh thành của tinh cung ra, bên ngoài nội tinh hải còn có 8 khu vực cùng 4 khu vực trung bộ, chiếm cứ ba hòn đảo lớn nhất thiết lập nên những phân đảo chư xê thuộc. Được xưng là ngoại thập nhị tứ tinh và nội thập nhị tinh đảo. Đối với thiên tinh cung tạo thành thế đối lập, mà khôi tinh đảo nơi Hàn Lập từng ở chính là một ngoại đảo do tinh cung cầm quyền. Kể từ đó, những tinh đảo này cùng với phần lớn những tiểu đảo khác đều nói tinh cung chính là một phương thế lực của loạn tinh hải nhưng chỉ là một phần. Càng khiến người ta thấy ngạc nhiên chính là tinh cung bổ nhiệm của các chức vụ đứng đầu các tinh đảo chỉ dựa theo hai phương thức mà tiến hành. Thập nhị tinh đảo là hai vị đảo chủ đại nhân tổ chức lựa chọn sáu người bổ nhiệm. Bên ngoài thập tứ tinh đảo mỗi lần 100 năm tại thiên tinh thành công khai tiến hành chọn lựa khiêu chiến, cuối cùng người thắng trở thành đảo chủ, hưởng thụ đái ngộ của một phương quyên uy to lớn. Vì thế, mỗi trăm năm tại thiên tinh thánh cử hành đại hội chọn lựa người đứng đầu ngoại đảo. Đại hội này gọi là trích tinh đại hội mỗi lần khai hội thì toàn bộ các tu sĩ cao dài ở loạn tinh hải lại tụ tập một lần. Những tu sĩ này, có người vì tham vọng trước vị đảo chủ mà đến, có người muốn đại khai nhãn giới, hay gặp gỡ các đồng đạo khác. Có người thì muốn trao đổi tài liệu, thậm chí có cả công pháp nữa. Có thể nói là phong vân tế hội, cơ hồ khiến cho thiên tinh thành chật kín cả người. Nhưng cho dù không phải là ngày trích tinh hội thì thiên tinh thành cũng vô cùng náo nhiệt phồn hoa, long xà hồn tạp. Vì là một thành tự do thoải mái, tất cả những tu sĩ mọi cấp có thể tự do ra vào, ngoại trừ ở trong thành không được đánh nhau, còn muốn ở lại lâu thì phải nộp một số lượng linh thạch, chỉ cần không gây rối loạn thì người của tinh cung cũng không can thiệp vào những sự tình trong thành. Những đại thương gia đối với tình cảnh tự do này thì hài lòng cực kỳ, hàng năm đều có vài cửa hàng mới được khai trương, thỉnh thoảng còn tổ chức đại hội đấu giá. Cứ như vậy, các nơi trong loạn tinh hải đều mang các loại vật quý hiếm đến Thiên Tinh Thành, số lượng không thể đếm nổi. Trừ điều này ra, Thiên Tinh Thành còn là địa phương hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Ở trong thành, Thiên Tinh cung cũng có kiến tạo truyền tống trận trực tiếp đi đến ngoại tinh hải. Chỉ cần có người giao được lượng lớn linh thạch liền có khả năng sử dụng truyền tống trận, truyền tống trận bên ngoài ngoại tinh hải đi đến hơn 10 yêu thú đảo lớn nhỏ khác nhau, mấy thứ này đều do tiền nhân chọn những cô đảo có linh khí tạo nên. Sau khi đến những hòn đảo này, các nhóm tu sĩ có thể ở vùng biển phụ cận chém giết các loại yêu thú, cướp lấy yêu đan trở về Thiên Tinh thành đổi lấy tinh thạch. Lấy giá trị của yêu đan, cơ hồ một viên yêu đan cấp 5 có thể bán gần ngàn linh thạch, mà yêu đan cấp 6 cơ hồ có thể cho các vị trúc cơ tu sĩ tu luyện từ nay về sau không lo lắng gì cả. Bởi vậy, những tu sĩ trong thành mỗi năm đều có hơn phân nửa hướng đến những cái truyền tống trận này đi đến. Dù sao, sử dụng truyền tống trận mà không cần phải bay ra hải ngoại chẳng những rút ngắn được thời gian rất dài, còn tránh được các nguy hiểm bên ngoài hải ngoại nhiều như ruồi lúc nào cũng thế thể dính phải. Nhìn thấy như vậy, Hàn Lập cơ hồ không cần suy nghĩ liền quyết định đi đến thiên tinh thành. Vô luận là hoàn cảnh an toàn nơi đây hay là truyền tống trận có thể đi đến nơi để săn yêu thú đều là những thứ đối với hắn có sự hấp dẫn không nhỏ. Đương nhiên, loạn tinh hải ngoại trừ siêu cấp thế lực tinh cung này ra còn có những thế lực lớn nhỏ khác nhau, tỉ như dạ long đảo, tứ đại thương minh, nghị ma tông, tam tiên môn, Đương nhiên cực âm đảo lục liên điện có thể coi như là hai thế lực không nhỏ. Hàn Lập Yên lặng sắp xếp lại tin tức trong lòng, liền từ trên người lấy ra hải vực đồ của loạn tinh hải cẩn thận xem trong chốc lát. Sau đó dùng thần phong chu thay đổi một phương hướng mang theo khúc hồn biến thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Đến tháng sau, trên hải vực xuất hiện một đạo bạch quang bay lên không trung, đứng ở trên đúng là Hàn Lập, sau một thời gian dài bay đi lộ ra vẻ đầy mệt mỏi. Lại nói tiếp, một cuộc hành trình dài và đầy mệt mỏi như vậy đối với Hàn Lập mà nói thật đúng là một kinh nghiệm khó có được. Bởi vì không muốn hoang phế một thời gian đi đường Hàn Lập một bên ngự khí phi hành, một bên dựa vào thần thức cường đại thử tu luyện đại diễn quyết. Ngay từ đầu, sử dụng nhất tâm nhị dụng này quả thật là khó khăn cực kỳ, dù sao cũng không phải là đơn giản như phân thần khống chế các con rối Mà chi thuật nhất tâm nhị dụng hàng thật giá thật khi mới bắt đầu thì luôn mắc phải sai lầm. Không phải nói tu luyện là có thể tu luyện liền, Thần Phong Chu bắt đầu phi hành không ổn định, khi tu luyện Đại Diễn Quyết thì không thể tập trung bộ phận thần thức kia được, liên tiếp mấy ngày nay không có bất cứ tiến triển gì. Có câu luyện tập nhiều tự nhiên giỏi, trải qua vô số lần thí nghiệm nhất tâm nhị dụng, hiện tại Hàn Lập có thể miễn cưỡng một bên điều khiển pháp khí phi hành, một bên bất động thần sắc tu luyện Đại Diễn Quyết. Nhưng bây giờ Hàn Lập không có tiếp tục tu luyện nhất tâm nhị dụng mà là đứng ở phía trước Thần Phong Chu nhìn về phía xa. Nửa tháng trước hắn đã đến Hoang Đảo bây giờ sắp tới phủ cận của thiên tinh thành cho nên trong lòng có chút hưng phấn. Trải qua một tháng phi hành, Hàn Lập thần sắc khẽ động. Trước mắt hắn đã xuất hiện một điểm màu đen, Hàn Lập không có tiếp tục suy tư, thúc giục pháp khí dưới chân bay nhanh hơn. chương 390, cự thành, vài khắc sau, điểm đen lớn dần lên, cuối cùng biến thành một cái bóng đen to vĩ đại. Tuy còn chưa rõ ràng nhưng lại có hình dáng giống như là một hình trụ hướng lên trời, làm cho Hàn Lập cảm thấy từ đó phát ra một khí thế kinh nhân ngay khi Hàn Lập Thất Kinh Phi đến vùng phụ cận rốt cuộc cũng có thể nhìn kỹ được điểm đen này. Là một tòa thành thị, hơn nữa lại là tòa thành thị chiếm cứ cả đảo, một siêu cấp thành thị. Nhưng khiến cho Hàn Lập cảm thấy khiếp sợ chính là chủ thể của tòa thành thị này cùng với những tòa thành thị trước kia nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, không phải kiến tạo trên một mảnh đất bằng phẳng mà là lấy tòa cự sơn cao đến mây ở trung tâm đảo làm gốc, tạo thành một hình xoắn ốc. Nơi chân núi, từng tầng từng tầng kiến trúc kéo dài đến bên bờ của hải đảo, cơ hồ không hề có một khe hở. Không thể nghi ngờ, nơi này khẳng định là đệ nhất đại thành của loạn tinh hải, thiên tinh thành. Nhìn tòa thành cao đến tận trời, dày đặt những phòng ốc tựa như những con kiến, hàn lập giật mình một lúc lâu. Cho đến khi thần phong chu tiếp cận cách hải đảo hơn 10 dặm thì hắn mới hồi phục tinh thần, điều khiển pháp khí chậm lại. Bởi vì vùng không trung phụ cận không chỉ một mình hàn lập ngự khí phi hành, những địa phương hoặc gần hoặc xa thỉnh thoảng xuất hiện vài đạo hào quang, xem phương hướng là đều đến thiên tinh thành. Hàn lập thầm than trong lòng, không hổ là thiên tinh thành, ở tại địa phương xa như thế cũng có thể nhìn thấy người tu tiên khác. Tiến về phía trước hơn 10 lý, các sắc hào quang trên bầu trời ngày càng nhiều, thậm chí bên dưới cũng xuất hiện một ít hải thuyền thật lớn, đang nương gió vượt sóng. Khiến cho Hàn Lập không biết nói gì chính là không chỉ có các tu sĩ ngự khí phi hành trên không trung mà còn có một ít tu sĩ ngồi thuyền nhỏ hoặc là cưới các loại yêu thú cấp thấp phi hành trên mặt biển. Hàn Lập lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái một chút, liền biến thành một đạo hào quang, để thăng tốc độ cao hơn. Trong chốc lát công phu, Hàn Lập đã đến bên cạnh thiên tinh thành. Lúc này mới có thể nhìn thấy tòa thanh thị trước mắt. Thế nhưng lại bị một bức tường cao hơn 10 trượng chạy đóc theo bờ biển che trước mặt. Mà dưới chân tòa thạch tường không nhìn thấy cuối kia, Hàn Lập liền có thể nhìn thấy mười mấy tòa nhà lớn nhỏ kia. Có các hải thuyền của phàm nhân trên bến tàu, cũng có các loạn yêu thú trong biển. Đương nhiên nhiều nhất chính là các tu sĩ từ một cửa thành nhỏ tiến vào trong, Hàn Lập cũng hóa thành một đạo thanh quang bay về một cái cửa thành nhỏ nói là nhỏ nhưng khi hàn lập hạ xuống thì không khỏi nhếch miệng tự diễu mình phía trước hàn lập là vài vị nữ tử tướng mạo đoan trang tu vi tựa hồ như là trúc cơ trung kỳ cùng hắn ở trước cửa thành có hai vị tu sĩ nho nhã mặc áo trắng đang với vài câu gì đấy liền xuất ra vài khối linh thạch từ trong tay đối phương tiếp nhận một chiếc nhẫn tùy ý đeo lên tay sau đó liền nhẹ nhàng đi vào bên trong hàn lập lúc này mới mang theo khúc hồn không nhanh không chậm đi đến hai vị dừng lại một chút ở lại lâu trong thành hay không nếu là ô oh, thì ra là tiền bối, hoan nghênh tiền bối đến Thiên Tinh Thành, dựa theo quy định của bổn thành, tu sĩ kết đan kỳ không cần nạp phí tổn khi ở trong thành, đây chính là thân phận hoàn, mời tiền bối nhận lấy. Một vị tu sĩ áo trắng cơ hồ không hề nháy mắt, đang định nói lại mấy câu nói không biết bao lần nhưng ngay khi nói được một nửa đã bị một tu sĩ bên cạnh phát hiện ra thân phận của khúc hồn, vội vàng kéo ống tay áo của vị này. Rồi liếc mắt dò xét khúc hồn, vội vàng lộ ra thần sắc cung kính nói: từ trong tay áo xuất ra một hồng sắc giới chỉ đưa đến. Ta là lần đầu tiên đến Thiên Tinh Thành, giới chỉ này để làm gì?" Khúc hồn có chút khàn khàn nói, "Đây là linh hoàn chứng minh thân phận, màu lam là tu sĩ tạm thời ở lại Bổn Thành, chỉ cần nộp 3 khối linh thạch là có thể được. Mà đỏ là có thể ở lại vĩnh viễn trong thành, tu sĩ bình thường phải nộp 800 linh thạch mới có thể ở lâu tại Bổn Thành. Chiếc nhẫn lam quang cũng chỉ có thể phát sáng trong 7 ngày, sau 7 ngày linh quang hoàn toàn biến mất." chủ nhân chiếc nhẫn liền phải ly khai khỏi thiên tinh thành hoặc là tại cửa thành đổi một chiếc nhẫn khác. Linh quang của chiếc nhẫn màu đỏ này là vĩnh viễn, chẳng qua linh quang của nó chỉ có thể trích huyết nhận chủ mới phát sáng, không cần phải sợ người khác cướp được tu sĩ trúc cơ sơ kỳ áo trắng không nhanh không chậm giải thích cho khúc hồn, đồng dạng cúng dương lên đôi tay của chính mình. Quả nhiên trên tay có một chiếc nhẫn lấp lé hồng quang. Khúc hồn yên lặng gật đầu, lúc này mới tiếp nhận lấy chiếc nhẫn này. Sau chút do so dự liền nhỏ tinh huyết lên trên, sau đó đeo trên tay phiền toái đạo hữu cấp cho tại hạ một giới chỉ màu đỏ đi, tại hạ muốn ở lâu trong thành. Hàn lập ngâm ngâm cười từ từ trong túi trữ vật lấy linh thạch ra đưa cho một gã tu sĩ. Hai gã áo trắng tuy có điểm ngoài ý muốn nhìn hàn lập nhưng cũng không có nói gì, lập tức tiếp nhận linh thạch, sau đó đưa cho hàn lập một chỉ hoàn màu đỏ. Hàn lập cũng nhỏ một giọt máu lên chỉ hoàn, sau đó mỉm cười cùng khúc hồn đi vào bên trong. Ngã tư phía sau cửa thành không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn, cơ bản có thể chứa được bốn người hoặc hai chiếc xe thú đi song song vẫn có chút rộng rãi. Dọc theo ngã tư là các tòa nhà làm bằng đá, đây là cửa hàng của phàm nhân mua bán các vật phẩm bình thường, cũng chẳng có gì đáng để xem. Trên ngã tư đường cơ hồ không hề có tu sĩ nào cả, chỉ có một ít phàm nhân mua một ít thứ hoặc đang nói chuyện với nhau. Không có vẻ gì tò mò đối với hai vị tu sĩ là Hàn Lập và Khúc Hồn đây. Hàn Lập thoáng dò xét một chút liền lơ đã nhìn lên bầu trời, phát hiện trên bầu trời có không ít các đạo hào quang bay đi bay lại, có các tu sĩ đang ngự khí phi hành. Đệ nhất đại thành ở loạn tinh hải này cũng không hề có cấm chế gì, điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua điều này lại càng thuận tiện cho hắn và khúc hồn vì thế khoát tay xuất ra thần phong chu, muốn cùng khúc hồn ngự khí bay đi. Nhị vị tiên sư chậm đã, bỗng nhiên có một âm thanh của một nam tử truyền đến trên ngã tư đường, tiếp theo liền xuất hiện một hán tử gầy gò có hai tròng dâu từ trong một gian khách điếm đi đến vẻ mặt cung kính hướng đến hai người Hàn Lập thi lễ. Hai mắt người này chấp động không thôi, vừa thấy liền biết chính là một người đầy tâm tư nhưng trên người cũng không có pháp lực dao động gì cả, rõ ràng đây chính là một phàm nhân. Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc, lại nhíu mày hỏi. Chuyện gì, ta có biết ngươi, ha ha, tại hạ là lỗ nhị, cũng là lần đầu nhìn thấy hai vị tiên sư vị hán tử gầy này cười cười nói. Nghe xong lời này, thần sắc Hàn Lập trầm xuống, lộ ra một vẻ không hài lòng, nhưng cũng chờ xem hắn muốn nói điều gì nhị vị tiên sư có phải lần đầu đi đến thiên tinh thành khẳng định đối với các con đường cùng với tình huống ở đây rất lạ lẫm tại hạ từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đây đối với tòa thành này đều rõ như trong lòng bàn tay nếu nhị vị tiên sư muốn đi đến địa phương nào hoặc là có sự tình gì cần đến tại hạ hỗ trợ dẫn đường khẳng định sẽ giảm đi không ít phiền toái chỉ cần tiên sư cấp cho tại hạ hai viên linh thạch thôi nói xong những lời này Lỗ Nhị kia lộ ra thần sắc đầy chờ đợi nhìn Hàn Lập. Hắn đã nhìn ra rằng vị thanh niên trước mắt này mới chính là người làm chủ trong hai người. Hàn Lập khẽ cười, "Lỗ Nhị phải không, nếu làm ta vừa lòng ta có thể cho ngươi năm viên linh thạch, nhưng nếu không hài lòng thì một viên linh thạch cũng không hề có." Hàn Lập tựa cười như không cười nói, liền không hề nhìn đến đối phương tiếp tục đi lên thần phong chu. Đứng trên pháp khí, Hàn Lập nhìn về Lỗ Nhị đang đứng ở một bên kia. Lúc này khuôn mặt vị phàm nhân này hiện ra vẻ trần trừ, vừa thấy Hàn Lập nhìn đến hắn, liền cắn răng một cái nói. Được, như những lời tiên sư đại nhân nói, tại hạ nhất định sẽ làm cho hai vị vừa lòng. Hàn Lập nhẹ gật đầu, không tỏ vẻ kinh ngạc, thần phong chu dưới chân dừng lại vài giây giường như đợi người kia. Lỗ nhị thấy vậy, rất thông minh vội vàng đi đến, cẩn thận đứng lên trên. Sau đó, thần phong chu chậm rãi bay lên không, hướng đến tòa cự sơn ở trung tâm thành thị chậm rãi bay đến. Bay lên không trung hơn 10 trượng thì Hàn Lập quay đầu nhìn về lỗ nhị, người này trên mặt có vài phần hoảng sợ nhưng chưa đến mức chịu không nổi. Không khỏi thầm gật đầu liền tùy ý hỏi, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ không phải là lần đầu ở trên pháp khí ngự không phi hành. Có phải trước kia thường hay giúp các tu sĩ dẫn đường sao? Đích xác trước kia đã giúp qua năm sáu vị tiên sư đại nhân, nhưng ở trên không trung như vậy cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi lỗ nhị miến cưỡng cười nói, trên không trung cao hơn 10 trượng đối với phàm nhân mà nói tựa hồ gió lớn lắm. Nhìn khuôn mặt có chút phát xanh của lỗ nhị, Hàn Lập thản nhiên cười, bỗng nhiên lam quang trên tay chợt lóe lên. Tiếp theo xuất hiện một tầng bảo hộ màu lam xuất hiện bốn phía xung quanh thần phong chu, đem ba người bao phủ ở bên trong. Nhất thời sắc mặt của lỗ nhị tốt hơn rất nhiều, cũng không chờ đợi lỗ nhị mở miệng nói cảm tạ, Hàn Lập liền mở miệng hỏi. Trước tiên nói cho ta tại địa phương nào tu sĩ có thể tu luyện mà không có quấy giày đi chương 391, Tân Cư, nghe Hàn Lập nói xong, lỗ nhị sửng sốt không khỏi nhìn chằm chặp tay của hai người. Một hồi sau khi nhìn vào hồng sắc chỉ hoàn, hắn mới lộ vẻ hoảng hốt nói. Hóa ra tiên sư muốn định cư ở bổn thành, việc này đơn giản thôi, hai vị tiên sư đã nhìn thấy phòng ốc trên Thánh Sơn chưa? Trên núi chỉ cần thuê một trụ trạch là có thể tu luyện. Ta đã được một tiên sư đại nhân giảng, cả tòa Thánh Sơn này là linh mạch trời sinh. Nếu vị trí phòng ốc càng cao thì linh khí càng nhiều, đương nhiên là tiền thuê càng đắt nếu không muốn thuê phòng để tu luyện cũng có thể thuê động phủ ở khu vực tư nhân nhưng nghe nói phí cao hơn nhiều so với trụ trạch hơn nữa bất luận phòng ốc hay là động phủ cũng đều đóng phí mỗi trăm năm mỗi trăm năm giao nộp phí một lần nếu không giao phí thì sẽ bị tinh cung tiên sư thu lại lỗ nhị nhanh nhẹn dị thường giải thích một lần với hàn lập ô chẳng lẽ chỉ cần có nhiều linh thạch thì có thể thuê địa phương tu luyện cao tầng sao nghe vậy hàn lập lộ vẻ hứng thú nói Tiên sư đừng nói dẫn chứ, đương nhiên là không được lỗ nhị lắc đầu liên liệu. Thánh Sơn từ dưới lên với mỗi vòng là mỗi tầng, tổng cộng có 81 tầng. 50 tầng dưới đối với ngoại lai tiên sư chỉ cần có linh thạch là có thể thuê được chỗ tu luyện, 30 tầng trên chỉ có những đại nhân của tinh cung mới có thể ở. Về phần tầng cao nhất chính là thánh cung, nơi ở của hai vị thánh chủ đại nhân. Bất luận kẻ nào cũng đều không được phép tiến vào lỗ nhị ngượng ngùng nói. Hàn Lập suy nghĩ một chút sau đó quả quyết nói, tốt, người dẫn đường đi. Trước tiên tìm nơi ở rồi hãy nói. Vâng, tiểu nhân xin dẫn đường. Tiên sư có thể bay về hướng Thánh Sơn, tại chân núi có lầu các, nơi chuyên môn xử lý việc này. Vừa dứt lời, Thần Phong Chu biến thành một đạo bạch quang bay về hướng Cự Sơn. Cự Sơn thoạt nhìn cũng không xa nhưng Hàn Lập phi hành hết một khắc mới thật sự đến gần chân núi. Theo sự chỉ dẫn của lỗ nhị, Thần Phong Chu bay đến một tòa lầu các có chút khí phái. Ngoại trừ Hàn Lập, nơi này có không ít tu sĩ ra vào. Thỉnh thoảng có hào quang bay lên không hoặc hạ xuống. Hàn Lập nhìn chung quanh đánh giá vài lần, sau đó mang theo Khúc Hồn và Lỗ Nhị Tiến vào lầu các có bậc thang lớn. Vừa tiến vào đã thấy tại bên trong đang có vài tên tu sĩ, phía trước bàn đá có năm sáu người bao quanh đang nói chuyện với một bạch y tu sĩ. Những người này, có người cực kỳ cao hứng, có người nhân mày nhăn mặt, thậm chí còn có hai người khốn khổ cầu khẩn cái gì đối với bạch y tu sĩ, thần tình thật là khác thường. Hàn Lập không lên tiếng nhìn mọi việc trước mắt bàng quan trong một hồi tiên sư đại nhân bên kia không người hay là chúng ta đến đó một lát sau lỗ nhị cẩn thận nhắc nhở hàn lập hàn lập đương nhiên thấy chỗ bàn đá không có người nên gật đầu đáp ứng nhưng lần này do khúc hồn dẫn đầu đi tới hàn lập chỉ đi theo phía sau biến hóa này làm cho lỗ nhị ngẩn ngơ kinh ngạc theo sát tiền bối muốn thuê trạch viện tại thánh sơn sao không biết là tầng nào thượng tầng rất đắt đó vị tinh cung tu sĩ nhìn một vòng trên người khúc hồn, lập tức lộ ra vẻ kinh y nói. Xem ra kết đan kỳ tu sĩ bất luận ở nơi nào cũng làm cho người ta phải kính nể. Đây cũng là nguyên nhân hàn lập để cho khúc hồn ra mặt. Cần động phủ, có sẵn động phủ không? Tầng càng cao càng tốt khúc hồn mặt không chút thay đổi nói. Động phủ, tiền bối xin đợi ta xem xét, nghe khẩu khí lớn của khúc hồn, bạch y tu sĩ chấn chỉnh tinh thần, vội vàng lấy ra ngọc giản, bắt đầu tìm kiếm. Có ba tòa ở tầng 32, bốn tòa ở tầng 39, có hai tòa ở nơi này có cấu tạo và công dụng giống với động phủ bạch y tu sĩ liên tiếp đưa ra mấy khối ngọc giản để trên bàn. Khúc hồn nghe vậy cũng không khách khí, khởi dụng thần thức xem xét ngọc giản. Hàn lập luôn cho rằng mình không thiếu linh thạch và coi như là tiểu tài chủ tại kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng sau khi thấy giá thuê của động phủ, lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Động phủ của tầng 47 kia tạm thời không hỏi, chính là có vài tòa động ở tầng 30 là làm cho Hàn Lập đau khổ cực kỳ. Chỉ bất quá có kỳ hạn sử dụng trăm năm mà phí dụng lại cao tới hai ba ngàn linh thạch, thật sự là đắt kinh người. Thấy khúc hồn khẽ biến sắc mặt, bạch y tu sĩ tựa hồ đoán được tâm lý của đối phương, liền mỉm cười giải thích. Tiền bối, mặc dù thánh mạch của chúng ta không dám nói là loạn tinh hải đệ nhất, nhưng là trong năm nhóm đứng đầu, tu hành tại chân thánh sơn thì tốc độ nhanh hơn nhiều so với linh mạch tốt nhất ở khu vực bình thường. Từ tầng 30 trở lên, tốc độ tu luyện gần như có thể nhanh hơn bốn nhóm còn lại vì vậy phí dụng tài mới đắt như thế, nhưng tuyệt đối đúng là đáng giá. Nghe xong Hàn Lập nhíu nhíu mày, mà lúc này, khúc hồn đã xem qua toàn bộ ngọc giản một lần. Chỗ này đi, Hàn Lập phân phó khúc hồn chỉ vào một khối ngọc giản, chính là tòa động phủ ở tầng 39. Được, phí dụng là 2.700 khối linh thạch bạch y tu sĩ thấy khúc hồn thật sự muốn thuê động phủ đắt tiền, tâm lý cực kỳ cao hứng, vội vàng nói. Lần này Hàn Lập không để khúc hồn động thủ, tự mình chủ động lấy từ túi chữ vật ra hai mươi mấy khối linh thạch bậc trung, đưa cho đối phương. Đây là cấm chế lệnh bài của động phủ, cầm lệnh bài này thì có thể tự do ra vào động phủ. Nhưng qua trăm năm sau, lệnh bài này sẽ bị thu hồi, hy vọng tiền bối giữ gìn cẩn thận tu sĩ vừa thu linh thạch, mặt tươi cười móc khối bài tử màu vàng đưa cho khúc hồn. Khúc hồn thu hồi lệnh bài không nói hai lời quay đầu đi. Hàn lập và lỗ nhị đi theo sát, thật sự là đắt đến dọa người tìm địa phương tu luyện lại tốn nhiều linh thạch như thế vừa đi khỏi lầu các hàn lập thở phào một cái có chút buồn bực lẩm bẩm chỉ một chút đã có thể làm cho hắn hao hụt rất nhiều như vậy không biết hai vị tiên sư còn muốn đi đến nơi đâu nữa không lỗ nhị trộm nhìn hai người sau đó nhỏ giọng nói hàn lập xuất ra nhiều như vậy linh thạch làm cho hắn kinh hãi trước kia mặc dù hắn đã làm hướng đạo cho những tu tiên giả khác nhưng họ chỉ tốn hao nhiều lắm là 10 hay hơn 10 khối linh thạch mà thôi một lần bỏ ra hai ba ngàn linh thạch hắn chỉ nghe nói mà thôi lần này mới chính mắt nhìn thấy nhất thời lỗ nhị càng cung kính đối với hàn lập hơn nữa biết mình sẽ càng nhận được nhiều thù lao dù sao đối phương ra tay lớn như thế chỉ cần hắn làm cho đối phương vừa lòng đoán chắc sẽ được tặng thưởng linh thạch hãy đưa ta đi xem phường thị ở bổn thành đồng thời giới thiệu những cửa hiệu quan trọng cho ta nghe hàn lập nhìn lỗ nhị thản nhiên nói sau đó mang theo khúc hồn và lỗ nhị lần nữa lên thần phong chu bay đi sau thời gian khoảng nửa ngày Hàn Lập nằm lên chiếc giường gỗ, hai tay đặt sau gáy, suy nghĩ điều gì đó. Không lâu trước đó, hắn được Lỗ Nhị giới thiệu, nhớ qua một lượt những nơi trọng yếu ở Thiên Tinh Thành, sau đó trả thù Lao và chia tay. Nhìn Lỗ Nhị hoan hỉ khi rời đi, hắn mới một mình về nơi động phủ ở tầng 39 với cái giá thuê đắt như trên thiên giới vậy. Động phủ này giống nhau so với giới thiệu của Ngọc Giản, chẳng những xung quanh an tĩnh, hơn nữa còn có một dược viên không nhỏ nhưng làm cho hàn lập hài lòng chính là linh khí nơi này thật sự cực kỳ thoải mái linh mạch bình thường không thể so được so với động phủ trước kia tại thiên nam cũng không kém chút nào điều này làm cho hàn lập có cảm giác khá hài lòng ở động phủ này có trận pháp cấm chế được xưng là thập phần lợi hại nhưng không thể so với bản giản hóa điên đảo ngũ hành trận của hắn được mặc dù như thế nhưng hàn lập cũng không hoàn toàn tin tưởng trận pháp của động phủ có thể bảo hộ sự an nguy của mình hắn định nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ đem mấy bộ đại trận bầy bố bên ngoài. Cứ như vậy mới chính thức an ổn, hắn mới có thời gian lập kế hoạch tu luyện cho mình một lần nữa. Nghĩ tới đây, Hàn Lập bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ với hương vị ngọt ngào. Mới đó mấy tháng, hắn một mực dùng pháp khí phi hành một cách điên cuồng, thật sự là mệt mỏi không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập vừa tỉnh liền bắt đầu vội vàng vào công việc bố trí không ngừng. Hắn một hơi bố trí ngoài động phủ ba bộ đại trận, sau đó trồng các loại dược thảo tại dược viên, nhằm dự trữ linh dược để sử dụng sau này. Cuối cùng hắn đi phường thị mua không ít Mỹ Ngọc thượng phẩm, trở lại động phủ đem Mỹ Ngọc vây quanh một gian mật thất rộng khoảng vài chục trượt, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Sau khi biến thạch bích mật thất thành ngọc bích mật thất, Hàn Lập cẩn thận đem phệ kim trùng vào bên trong. Trong lòng hắn kỳ vọng rất lớn đối với kỳ trùng có bài danh cao này, định sẽ dạy dỗ chúng cho tốt, sau này chúng nó có thể giúp sức cho hắn. chương 392, Dục Trùng phe kim trùng mặc dù được liệt danh trong nhóm đầu trên kỳ trùng bảng, nhưng theo Ngự Linh Giản thì thân thể và năng lực rất có hạn, chỉ dựa vào số lượng khổng lồ để thủ thắng. Nếu như chỉ có 10 con hay mấy chục con thì cho dù là đã trưởng thành cũng sẽ không có tác dụng gì lớn. Chỉ khi số lượng của chúng nó đạt tới mười mấy vạn hay mấy chục vạn lúc ấy mới chính thức xứng đáng với vị trí của nó tại kỳ trùng bảng. Vừa nghĩ đến hình ảnh vô số con trùng bay trên không trung, công kích, giết chóc khắp nơi, Hàn Lập có chút cảm giác không lạnh mà run. Bởi vậy bây giờ việc cần phải làm là mau mau đem đám phệ kim trùng này trưởng thành, sau đó làm cho bọn chúng nhanh sinh sản ra đời sau, như vậy số lượng mới có thể tăng nhanh được. Nhưng nói thì dễ dàng làm mới gian nan. Phệ kim trùng là kỳ trùng tồn tại từ thượng cổ, đã sớm tuyệt tích tại tu tiên giới thiên nam khu. Phương pháp nuôi dưỡng cụ thể hầu hết đều đã thất truyền rồi. Trong ngọc giản nuôi trùng của tu sĩ Ngư Linh Tông kia cũng chỉ là căn cứ vào chút điển tích thượng cổ mới ghi lại một số tập tính mà thôi, căn bản không ghi rõ về phương pháp cụ thể. Kỳ thật, không riêng về kim trùng bài danh thứ 12 này, mà tất cả các kỳ trùng bài danh trong 30 loại đứng đầu hầu như đều đã diệt tích từ lâu. Tu sĩ Ngư Linh Tông vốn là một gã trùng si, sau khi tiến hành phân tích tất cả các loại tài liệu thượng cổ về trùng mà hắn siêu tập được, mới đưa cổ trùng này ghi vào kỳ trùng bảng. Còn độ đáng tin cậy của nhóm bài danh đầu trên kỳ trùng bảng này thì cũng chỉ có trời mới biết. Hàn Lập có thể có được loại phệ kim trùng đã diệt tuyệt này, cũng là một sự xảo hợp. Bởi vì những ấu trùng về kim trùng này, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì từ thời thượng cổ đến giờ vẫn một mực trong trạng thái ngủ say treo lơ lửng ở nơi tận cùng của tiểu hoàn đảo. Theo lý thuyết cho dù là sơn băng địa liệt, phiên giang đảo hải, kỳ trùng này cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại nhưng hàn lập đem đông đảo các loại trùng khác tụ tập lại một chỗ để nuôi bên trôm động phủ. Kết quả làm cho mùi các trùng tử này truyền xuống dưới đất, làm cho bản năng tham ăn của bọn nó xuất hiện, khiến quần thể phệ kim trùng dưới đất tỉnh lại một cách kỳ diệu chúng nó đã sớm muốn phát động công kích để có thức ăn. Nhưng trong đám kỳ trùng của Hàn Lập lại còn có huyết ngọc chi thủ vốn cùng khắc tinh của chúng, theo bản năng khiến chúng nó không dám quá phận đến gần động phủ Hàn Lập. Vì vậy phệ kim trùng lại vừa ẩn nấp lòng đất tiểu hoàn đảo không dám ra, vừa nhìn chằm chằm vào động phủ của Hàn Lập. Mà Hàn Lập lần kia ra ngoài mua sắm, đem theo huyết ngọc chi thủ cùng đi, cho phệ kim trùng một cơ hội mà chúng chờ đợi đã lâu. Rồi giống như Hàn Lập suy đoán, phệ kim trùng này đem toàn bộ kỳ trùng hắn nuốt chừng hết, rồi lấy dược viên trong động phủ làm tổ định cư luôn. Kết quả bị Hàn Lập len lén trở về một lưới bắt hết. Bây giờ, Hàn Lập không có phương pháp nổi trùng nào của người đi trước cả nên không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ mò mẫm. Đầu tiên, Hàn Lập thử đem các loại trùng lương để vào trong trùng thất, kết quả là bất cứ loại trùng lương gì đều bị mấy trăm con vệ kim trùng quét qua một lần mất sạch, tuyệt không có chút kén chọn nào, điều này làm cho Hàn Lập rất mừng rỡ nhưng sự cao hứng của hắn chỉ duy trì được vài tháng vì phát hiện vệ kim trùng này dù ăn bao nhiêu trùng lương đi cũng không có một chút phát triển nào. Điều này làm cho Hàn Lập trở nên buồn bực, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác. Trùng này thích ăn ngũ kim và linh khí. Hàn Lập thử cho chúng nó ăn một ít ngũ kim loại nguyên quáng và một ít linh thạch bậc thấp. Kết quả, sau khi nuốt chừng những thứ đó, trùng tử vẫn không có biến hóa khác thường gì. Một lần nữa tuyên cáo thất bại Hàn Lập cực kỳ bức xúc, dứt khoát đem hơn 10 quả trứng kim bối đao lang được hắn cất đã lâu vào trùng thất. Sau khi phệ kim trùng ăn xong, linh khí trên người trùng tử này rốt cuộc xuất hiện biến hóa, hơn nữa so với trước khi ăn hình như hung mãnh hơn một chút. Điều này làm cho Hàn Lập vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng cũng trở nên lo lắng. Chẳng lẽ phệ kim trùng này chỉ có ăn những con trùng khác mới có thể trưởng thành sao? Nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn, hắn chỉ có hai con huyết ngọc chi thù ngoài ra không còn loại kỳ trùng gì nữa. Bất đắc dĩ, Hàn Lập phải ra ngoài mua một ít lợn, dê tươi sống đem về ném vào trong trùng thất. Nhưng càng làm cho bọn phệ kim trùng thêm hung mãnh, táo bạo hơn mà không chút có hiệu quả xúc tiến bọn nó thăng giai. Không còn cách nào khác, Hàn Lập đành phải thôi thúc linh thảo, bắt đầu luyện chế tự linh hoàn. Trước kia, hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho mình, chưa bao giờ luyện chế đan dược này, bây giờ vừa lúc thử một lần. Vài ngày sau, một lô tự linh hoàn đã được luyện chế thành công. Hàn Lập lập tức cho phệ kim trùng và hai con huyết ngọc chi chu ăn một ít. Kết quả, công hiệu của tự linh hoàn làm cho Hàn Lập nửa vui nửa buồn. Vui là vì đan dược này có thể cho yêu thú tiến cấp, quả nhiên cũng có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của phệ kim trùng sau khi ăn kém quá xa so với huyết ngọc chi thù. Hai con huyết ngọc chi chu sau khi ăn vào bốn, năm viên tự linh hoàn, ngày thứ hai linh khí tăng lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Mà phệ kim trùng tuy cũng ăn vào mấy viên tự linh hoàn, hiệu quả vẫn có nhưng so với huyết ngọc chi chu thì đúng là không đáng nhắc đến chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi phỏng chừng bởi vì số lượng phề kim trùng thật sự rất nhiều mấy trăm con như vậy chia ra mà ăn tự nhiên không cách nào tăng tiến mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi vừa nghĩ đến chuyện sau này mấy vạn con mới có thể sẽ ngốn hết bao nhiêu hàn lập nhất thời mất đi sự tin tưởng về việc tiếp tục nuôi loại trùng này hắn dù có tiểu bình có thể sinh ra lục dịch làm tăng trưởng dược thảo để luyện chế tự linh hoàn cũng không có khả năng trong vòng trăm năm nuôi dưỡng đại quân phê kim trùng quy mô lớn như thế. Sau khi rút ra kết luận, Hàn Lập đối với việc huấn luyện phê kim trùng mất đi hứng thú. Đem tất cả tự linh hoàn còn thừa đều đem cho đôi huyết ngọc chi chu, những ngày tiếp theo chỉ cho phê kim trùng ăn một ít trùng lương mà thôi. Lúc này, Hàn Lập ở thiên tinh thành đã được nửa năm. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu bế quan điên cuống để chế tạo khôi lỗi cấp 2 và các loại phù lục. Nói về phù lục, hắn chưa kết đan nên vẫn không cách nào nắm giữ trung cấp pháp thuật tự nhiên cũng không thể làm ra trung cấp phù lục sau khi chế tác ra rất nhiều phù lục chỗ tốt duy nhất mà hắn có được chính là khả năng chế sơ cấp phù lục tăng lên rất nhiều cho dù là sơ cấp phù lục bậc cao cũng có xác suất thành công gần một nửa điều này làm cho hàn lập tiết kiệm không ít tài liệu để chế phù mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhị cấp khôi lỗi chính là thiết mộc mấy trăm năm hàn lập có thể tự mình trồng ra cho nên giá cả để chế tạo ra một con khôi lỗi đã thấp hơn một nửa muốn luyện chế khôi lối cần phải có hồn phách, trùng hợp hắn trước kia có được cái tụ hồn bát, bên trong còn nhiều cô hồn giã quỷ đã sớm mất linh thức, Hàn Lập cũng không khách khí trực tiếp sử dụng. Dù sao không có linh thức, thì hồn phách này cũng đã mất tư cách luân hồi, chỉ có thể đem làm tài liệu tế luyện phổ thông. 200 con khôi lỗi rốt cuộc đều đã chế xong, tất cả đều là một loại thú hình khôi lỗi, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ vừa lòng. Nhưng những khôi lỗi này vừa xuất hiện, cũng ý nghĩa cho việc linh thạch trong túi tiền của Hàn Lập cũng biến mất một phần, cho dù giá là một con khôi lỗi không quá cao, nhưng hơn 200 con thì khác, hơn nữa nhiều tài liệu hỏng vì chế tạo thất bại, giá cả cũng khiến cho người ta không nói được lên lời. Lúc này, Hàn Lập đã bế quan được 2 năm. Trong 2 năm này tất cả tự linh hoàn Hàn Lập luyện chế ra đều dùng vào việc nuôi hai con huyết ngọc chi thù. Dưới sự thôi động cường đại của dược lực, hai con yêu thú lần nữa thăng cấp, tiến vào nhóm yêu thú đỉnh cấp hàng đầu. Đồng thời khúc hồn cũng trong thời gian 2 năm này cũng đã luyện hóa dung hợp hốn nguyên bát xong mặc dù không phải là nguyên chủ nhân của pháp bảo này thủy chung không cách nào làm tâm thần hợp nhất được nhưng cuối cùng cũng có thể đem nó thu vào trong cơ thể và phát huy được bảy phần uy lực hàn lập cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện chế pháp bảo cho khúc hồn nhưng thứ nhất tài liệu pháp bảo thật sự là giá rất cao bằng vào số linh thạch còn lại của hắn sợ ràng ngay cả tài liệu bình thường nhất cũng không dễ có được thứ hai luyện chế pháp bảo cũng không phải là nhất thời nửa khác là có thể tạo nên pháp bảo lợi hại mà tối thiểu cũng phải mất hai 30 năm khổ công mới có thể có được một ít huy lực. Hàn Lập cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy được. Hắn cần cấp bách một số lượng lớn nội đan yêu thú để luyện chế linh dược, chuẩn bị tốt để bắt đầu tam chuyển trọng nguyên công nhị chuyển. Trước kia, bất luận là huấn luyện kỳ trùng hay là luyện chế đại lượng khôi lỗi, cũng đều là vì chuẩn bị ra biển bắt, giết yêu thú. Hắn bên mình có khôi lỗi, huyết ngọc chi thù, pháp khí bảy trận hơn nữa đem khúc hồn làm chủ lực, còn mình ở một bên hiệp trợ việc đối phó với yêu thú ngũ cấp hẳn là không có khó khăn gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đã rời khỏi động phủ, hướng phường thị thiên tinh thành mà đi. Nếu muốn ra ngoài biển săn yêu thú cấp cao, tự nhiên phải cần một ít tư liệu về yêu thú và các truyền tống trận bên ngoại tinh hải kia. Hết thảy việc này, hẳn là bên trong phường thi đều có thể tìm được. Phường thị thiên tinh thành, nằm trong tầng thứ nhất của Thánh Sơn, quy mô to lớn, cơ hội chiếm cứ hơn một nửa phạm vi của tầng thứ nhất mỗi ngày đều có đông đảo tu sĩ đến đây mua bán các loại pháp khí và tài liệu, nói về quy mô, trình độ hưng thịnh, thì bất cứ phường thị nào mà Hàn Lập đã từng thấy qua trước kia đều không thể so sánh được. chương 393, Ngưng Thúy Đảo Trong hai năm này, Hàn Lập từng mấy lần đến phường thị bổ sung tài liệu để luyện chế khôi lỗi, nên cùng với một số vị điếm chủ quen mặt nhau. Cho nên sau khi Hàn Lập nghe từ một vị điếm chủ các chuyện có liên quan và tin tức cần thiết thì cùng khúc hồn đến một hiệu sách mang tên Bạch Môn Các. Bên trong thư điếm này quả nhiên còn có tư liệu của tất cả các yêu thú từ trước đến nay ở loạn tinh hải, điều này làm cho tâm thần Hàn Lập rất sảng khoái, đem hơn 100 khối linh thạch để sao chép lại tư liệu này. Còn tài liệu của các yêu thú trên ngoại tinh hải thì Hàn Lập tìm thấy ở một tiểu điếm cũ. Đã đạt được mục đích, Hàn Lập vốn định lập tức trở về động phủ nhưng khi đi qua một gian hàng chuyên môn bán túi chữ vật và linh thú đai, thì giật mình, rồi đi vào. Bây giờ thứ mà hắn muốn mang theo bên người thật sự là rất nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần hơn 200 con khôi lỗi thú đã chiếm 3, 4 cái túi chữ vật, như thế thực sự không quá tiện lợi. Huống hồ hắn định ra biển để bắt giết yêu thú, chữ yêu đan ra, các tài liệu hy hữu từ trên người yêu thú cũng có giá trị không nhỏ, tự nhiên không thể vứt bỏ. Vì vậy, hắn tự nhiên cần phải chuẩn bị mấy cái túi chữ chữ vật dung lượng lớn hơn. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập có chút đau khổ đi ra khỏi cửa hàng này. Hắn tốn hơn 1.000 linh thạch để mua hai cái túi chữ vật dung lượng cực lớn, cơ hồ lớn hơn mấy túi chữ vật hắn có trước kia cả chục lần, hẳn là cũng đủ sử dụng. Lát sau, Hàn Lập ngang qua phòng đấu giá phong nhạc thì lại không nhịn được nước mắt xem xét. Mục lục ghi nội dung đấu giá đặt ở trước cửa nơi đấu giá, làm cho Hàn Lập thèm thuồng. Chẳng những có yêu đan chân quý của yêu thú cấp 5, cấp 6 mà còn có rất nhiều tài liệu cao cấp để luyện chế pháp bảo với rất nhiều vật phẩm chân quý mà hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đáng tiếc, những vật phẩm được phòng đấu giá đệ nhất thiên tinh thành này đấu giá tuy tốt, nhưng cũng không phải để cho những tu sĩ chỉ có mấy ngàn linh thạch như Hàn Lập có thể mua được. Bởi vì bất luận vật phẩm quý hiếm ra sao đi nữa, chỉ cần vừa vào nơi đấu giá này đều sẽ làm cho giá trị của nó cao hơn phân nửa. Nếu là thiên nhiên linh thảo, tất nhiên cũng có thể đưa cho phòng đấu giá bán với giá cao. Nhưng đáng tiếc, Hàn Lập không muốn gặp phiền phức, dù sao hắn cảm thấy linh thạch không đủ nhưng cũng không phải là đến mức quá khẩn cấp, tất nhiên là nhiều một thêm việc không bằng bớt đi một việc. Nhìn giá cả những vật phẩm đấu giá này, trong lòng Hàn Lập có chút vị chua chua, rồi trực tiếp trở về động phủ. Trong một tháng tiếp theo, Hàn Lập không làm việc gì, tập trung nghiên cứu về nơi xuất hiện, tập tính và nhược điểm của yêu thú trong ngoại tinh hải. Hắn cũng tưởng tượng, nếu đụng tới các yêu thú nào thì nên dùng thủ đoạn nào để đối phó cho thích hợp nhất. Nhưng vào một ngày của tháng sau đó, Hàn Lập đột nhiên cười ha hả, ha, hai tay cầm một cái ngọc giản, chân múa máy, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiếp đó, hắn bay nhanh khỏi động phủ, một lần nữa hướng phía phường thị. Chớp mắt, lại nửa năm nữa trôi qua, Hàn Lập và Khúc Hồn xuất hiện tại khu vực tầng thứ 50 của Thiên Tinh Thành. Trước mắt họ lúc này là một tòa đại điện màu trắng dùng đá đại lý xây nên, mặt trước có một cái biển lớn mấy trượng, ghi ba chữ bằng kim phấn tinh không điện. Trước cổng vào đại điện không có một bóng người nào khác. Hàn Lập dẫn theo Khúc Hồn bình tĩnh đi vào. Sau khi đi qua một đoạn hành lang ngắn, trước mắt trở nên sáng sủa, một gian đại sảnh trống trải rộng hơn 20 trượng xuất hiện trước mắt. Mà ở trong đại sảnh này đang có 5 vị tu sĩ 4 nam, một nữ và một vị bạch y tu sĩ, đích thị là thiên tinh cung tu sĩ, đang nói chuyện với nhau. Phía sau lưng bọn họ là rất nhiều truyền tống trận có kích cỡ giống nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Truyền tống trận còn có một khối bia đá nhỏ ghi tên địa điểm truyền tống đến, làm cho người ta rất dễ phân biệt. Hàn Lập không nhìn nhiều mấy cái truyền tống trận mà chỉ dùng thần thức đảo qua vài tên tu sĩ kia, lập tức trong lòng có chút hoảng sợ. Sáu gã tu sĩ này, lại có đến ba người là tu vi kết đan kỳ, còn lại ba người không phải kết đan kỳ cũng là trúc cơ Trung, hậu kỳ. Vừa thấy Hàn Lập và khúc hồn hai người đi đến, mấy người này có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Tên bạch y tu sĩ kết đan kỳ kia, mặc dù thấy trước mắt chỉ có hai người khúc hồn và Hàn Lập thì lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Năm tên tu sĩ khác, vừa thấy có hai người đến thì đại đa số đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai vị đạo hữu cũng muốn đi yêu thú đảo sao không bằng cùng bọn ta truyền tống một lần, ví dụ truyền tống trận thì bọn ta dựa theo đầu người mà phân chia, thế nào?" Vị phụ nhân sinh đẹp hơn 30 tuổi thản nhiên cười nói với hai người. Hàn Lập dùng mình không lập tức trả lời, mà hướng về phía Bạch Y tu sĩ quản lý truyền tống trận hỏi: "Tiền bối, như vậy có được không?" "Đương nhiên có thể, truyền tống trận không dựa vào số người để thu phí, mà là dựa theo số lần, truyền tống một người là 700 linh thạch, mà truyền tống 7 người cũng là 700 linh thạch." nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống bảy người bạch y tu sĩ lạnh đạm nói. Nghe xong những lời này, Hàn Lập cung kính cảm ơn một tiếng, rồi quay đầu cười hỏi. Không biết các bị đạo hữu định đến yêu thú đảo nào? Tại hạ và sư thúc nhất định phải đi ngưng thúy đảo. Vị phụ nhân chúc cơ hậu kỳ này đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại xem xét mấy người phía sau rồi lập tức cười hì hì nói tiếp. Thật là trùng hợp quá, mấy người chúng ta cũng định đi ngưng thúy đảo, vừa lúc chung đường rồi. Hàn lập tuy thần sắc không biến, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Cái gì mà vừa lúc chung đường, bộ dáng mấy người này rõ ràng đi đến yêu thú đảo nào cũng không sao cả. Bất quá, nếu có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Kế tiếp, Hàn Lập đóng 200 linh thạch, đám người phụ nhân kia đóng 500 linh thạch rồi cùng đến trên truyền tống trận có chữ ngưng thúy đảo. Mà bạch y tu sĩ sau khi thu linh thạch của bọn họ, phân cho bọn hắn mỗi người một tờ truyền tống phủ dán lên người. Phù này và Đại Na Di lệnh có hiệu quả bảo vệ giống nhau, phòng ngừa bọn họ trong lúc truyền tống cự ly xa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Truyền tống phù mặc dù có thể dùng để truyền tống cự ly vô cùng xa, nhưng vẫn có hạn chế một khoảng cách nhất định, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vậy nếu so với Đại Na Di lệnh thì thua xa. Bất quá, dù như vậy, phù này cũng là vật hi hữu, chỉ có phù sư của Tinh cung mới có thể luyện chế, bên ngoài căn bản không có. Trong lúc tâm lý Hàn Lập có điểm khẩn trương thì vài khỏa linh thạch xung quanh truyền tống trận đã phát ra bạch quang chói mắt. Truyền tống rất thuận lợi, sau khi luồng bạch quang trôi đi, bảy người Hàn Lập đã xuất hiện tại một cái thạch ốc đơn sơ, bên trong phòng trừ một gã tu sĩ tinh cung mặt không chút biểu tình ra, thì không có một bóng người. Vị tinh cung tu sĩ này bộ dáng chỉ là trúc cơ trung kỳ, đang khoanh chân đả tỏa trong thạch ốc. Mặc dù thấy bảy người Hàn Lập truyền tống tới, nhưng sau khi lạnh lùng liếc nhìn một cái, liền khẽ nhắm hai mắt, không thèm chú ý tới bọn họ hàn lập cảm nhận được một chút linh khí ba động không tầm thường xem ra thạch ốc này đã bị trận pháp cấm chế gì đó bao phủ cửa lớn của thạch ốc mở một nửa xuyên qua khe hở họ nghe thấy bên ngoài có một ít âm thanh nói chuyện loáng thoáng cũng ngẫu nhiên có bóng người chấp động đang lúc hàn lập tò mò đánh giá bốn phía xung quanh thì năm người kia đã rời khỏi truyền tống trận một vị lão giả sắc mặt đỏ tía trong đó đột nhiên quay lại nói với khúc hồn vị đạo hữu này có hứng thú liên thủ không đến khi có yêu đan sau khi bán được linh thạch mọi người cùng phân chia vị lão giả này là tu sĩ kết đan kỳ trong số 5 người kia. Không cần, hai người bọn ta có kế hoạch khác, mấy vị đạo hữu hãy tự bảo trọng nhé. Khuôn mặt xấu xí của khúc hồn không lộ ra vẻ gì khác, nhưng một lời liền cự tuyệt. Lão giả thấy khúc hồn không muốn gia nhập thì lộ ra vẻ hơi thất vọng, thở dài một tiếng nói. Thật là đáng tiếc, nếu có đạo hữu gia nhập cho dù bắt giết lục cấp yêu thú cũng có mấy phần nắm chắc rồi. Xem bộ dáng của hai vị đạo hữu chắc là lần đầu tiên tới yêu thú đảo phải không? Tại hạ cho nhị vị một lời khuyên, nơi đây chẳng những phải cẩn thận yêu thú cấp cao, mà còn càng phải cẩn thận một ít bại hoại và tà tu đánh lén. Có thể nói, nếu liên hệ mấy đạo hữu cùng hành động một lúc thì tốt hơn. Tại hạ luôn luôn hoan nghênh đạo hữu gia nhập nhóm chúng ta nói xong, lão giả liền dẫn theo mấy người khác đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hàn lấp im lặng một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, rồi mang theo khúc hồn đi ra ngoài. Đây là hàn lập có chút ngạc nhiên nhìn các thứ ngoài thạch ốc có thể nói địa phương trước mặt hàn lập là phố nhỏ cũng không sai bởi vì phụ cận chẳng những có cửa hiệu tạp hóa pháp khí điếm phù lục điếm thậm chí còn có mấy nơi thu mua hàng hóa bên trong mỗi cửa hàng đều có một gã trưởng quỹ huệ oải ngồi đó các cửa hàng này rất đơn sơ không phải dùng nhiều khối đá thô chất lên nhau mà thành thì chỉ mấy mảnh gỗ ghép lại với nhau thật sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa hàn lập hoài nghi nếu có một trận gió lớn thổi qua, các cửa hàng này còn có thể sót lại chút một chút tàn tích nào không? Hơn nữa ở ngã tư đường này, căn bản lấy căn thạch ốc hắn vừa mới đi ra làm trung tâm, trong khuôn viên nhỏ này, đông một tòa nhà, tây một gian hang xây dựng rất lung tung làm cho người ta nhìn vào vô cùng không thoải mái. chương 394, Tu Sĩ, Yêu Thú, Tiểu Đảo Làm cho Hàn Lập buồn bực chính là nơi này chứ các cửa hàng ra thì chung quanh đều rất lặng lẽ. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, hắn lập tức bật cười. Hắn sao lại quên nơi này cũng không phải là đảo bên trong nội tinh hải có can đảm tới nơi này nếu không phải kết đan kỳ tu sĩ thì tối thiêu cũng là người tu tiên trúc cơ trung kỳ trở lên hơn nữa đều phân tán khắp nơi trên các yêu thú đảo tu sĩ trên ngưng thúy đảo này bây giờ đều đã ra biển bắt giết yêu thú rồi suy nghĩ xong hàn lập khoanh tay nhìn khắp mọi nơi xung quanh một lát giờ hắn mới phát hiện ra trên đảo có một tòa núi nhỏ mà khu vực này xây dựng sát ngay tòa núi đó suy nghĩ một chút Hàn Lập liền hướng cửa hiệu tạp hóa trong đám loạn thạch kia đi tới. Có hải vực đồ vùng phụ cận mới không? Trước đó hắn đã biết, hải vực đồ ở yêu thú đảo đều không ngừng đổi mới tự nhiên muốn mua cái mới nhất. Có, có hai loại, đơn giản và tinh tế, không biết tiền bối muôn loại nào. Trưởng quý cửa hiệu tạp hóa là một trung niên nhân luyện khí kỳ, vừa thấy hai người Hàn Lập và khúc hồn tới hỏi, lập tức tinh thần chấn chỉnh giải thích. Tinh tế Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, lập tức nói. Tinh tế hải đồ, 100 linh thạch. Vị trung niên này hét giá, 100, Hàn Lập có cảm giác không biết lỗ tai mình có tự nhiên bị tật rồi nghe lầm hay không. Nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ mặt giận dữ. Mặc dù hắn định không muốn dính vào thị phi, nhưng cũng không muốn bị một người tu tiên cấp thấp xảo trá làm càn. Tiền bối không nên hiểu lầm, cái giá này cũng không phải là tại hạ định ra, mà là cấp trên trực tiếp định ra giá đó, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa lúc tiền bối kia bán hải vực đồ mới này bán cho chúng ta giá cũng không rẻ đâu. Vị trưởng quỹ cửa hiệu tạp hóa này thấy sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi mà bắt đầu kể khổ. Cấp trên, các người thuộc thương minh nào? Sắc mặt giận dữ của Hàn Lập hòa hoãn lại nhíu mày hỏi. Hắn trong lòng hiểu rất rõ, thương gia có thể đem người đến yêu thú đảo mà buôn bán khẳng định sẽ không phải là tiểu thương hội gì. Nói không chừng chính là cửa hiệu của tứ đại thương minh ấy chứ. Ha ha, tiền bối thực sự là người hiểu biết. Vãn bối là nhân viên ở trong phòng nhạc thương minh kiếm chút cơm chung niên nhân nghe vậy, liền lập tức cười nói. Phong nhạc minh là một trong tứ đại thương minh, tại thiên tinh thành mở phong nhạc đấu giá hành. Đúng vậy, tiền bối. Nghe tới đó, Hàn Lập cũng không rong dài nữa, liền lấy ra một khối linh thạch bậc chung. Vị trưởng quỹ tạp hóa này thấy vậy liền cười ha ha đưa cho Hàn Lập khối ngọc giản. Mấy cửa hàng khác, không phải cũng là của phong nhạc thương minh các ngươi chứ. Nhìn mấy cửa hàng khác, hàn lập thu hồi ngọc giản hữu hảo hỏi không có việc này đâu trừ nhà thu mua hàng hóa phía tây ra còn lại đều là do thương minh khác mở ra cùng với phong nhạc minh chúng ta không có quan hệ chung niên nhân, nhân này sau khi liếc mắt nhìn mấy cửa hàng khác một cái liền nói trong lời nói tràn đầy địch ý nghe xong những lời này hàn lập không nói gì nữa dẫn theo khúc hồn quay đầu đi khi hắn mới đi ra được mấy bước vừa phóng ra thần phong chu định ngự khí phi hành thì đột nhiên một đạo lục hồng từ trên trời giáng xuống vừa lúc hạ xuống ngay trước cửa gian nhà thu mua hàng hóa sau khi quang hoa thu liếm lộ ra một đại hán kết đan kỳ vóc người khôi ngô phạm tiểu tử sinh ý của ngươi tới đại hán vừa hiện thân liền hướng về phía gian thu mua hàng hóa hét lên tiếp theo móc ra từ trong áo một túi chữ vật hướng xuống mặt đất khi ánh sáng mờ mờ biến mất thì mặt đất giã xuất hiện một thi thể quái ngư lớn hai ba trượng nói nó là ngư chỉ là bởi vì trên thân nó có một tầng ngư lân màu xám mà thôi, nhưng nó có một cái đầu dài giống rắn, đồng thời trên bụng còn có một đôi lợi trảo thật lớn. Còn tại giữa lưng thì có một lỗ máu lớn, bộ dáng tựa hồ yêu đan đã bị lấy. Ái già, đúng là hắc tiền bối tới, con bích lân ngư yêu này cũng rất khó giết. Cũng chỉ có tiền bối thần thông tới mức này mới có thể diệt được bọn chúng thôi. Từ trong nhà một gã luyện khí kỳ thanh niên chạy nhanh ra, hai mắt cực kỳ linh động. Hắn vừa đi tới kiểm tra thi thể yêu thú vừa không ngừng nịnh nọt đại hán kia những lời này làm cho vị đại hán cười to ha ha một trận tựa hồ là một người hào sảng đột nhiên đại hán quay mặt lại vừa thấy được hai người hàn lập và khúc hồn sau khi nhìn thoáng qua cũng rất sảng khoái hướng bọn họ hô hai vị đạo hữu trông rất lạ vừa tới ngưng thúy đảo sao không biết có hứng thú cùng tại hạ đi bắt giết yêu thú không dưới sự nhiệt tình như thế hàn lập cười cười không nói gì nhưng khúc hồn lại lắc lắc đầu cự tuyệt đại hán thấy vậy lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tâm nói tại hạ hát viễn thiên ở ngưng thúy đảo này cũng có vài phần danh khí hai vị sau này nếu thay đổi chủ ý có thể đi tìm tại hạ nói xong lời này đại hán từ trong tay thanh niên kia tiếp nhận một số lượng lớn linh thạch sau khi nhìn thoáng qua liền nhanh chóng hóa thân thành lục hồng bay đi hàn lập im lặng đứng yên tại chỗ từ lão giả mặt hồng cùng truyền tống tới hát đại hán đều nhiệt tình lôi kéo xem ra kết đan tu sĩ tới ngưng thúy đảo hiển nhiên không có nhiều nhưng lại đều tự hình thành các nhóm nhỏ xem ra giống như trên tư liệu cho dù là tu sĩ kết đan kỳ ở ngoại tinh hải này cũng phải kết bạn mà đi mới có thể an toàn để truy giết yêu thú nếu không phải hắn tự mình có kế hoạch khác chỉ sợ cũng đã đáp ứng lời mời của một trong mấy nhóm đó hàn lập một mặt nghĩ thầm trong bụng mặt khác lại cùng khúc hồn leo lên thần phong chu dựa theo phương hướng người kia mà ngự khí bay lên hướng bên ngoài đảo mà phi hành đứng trên thần phong chu hàn lập đem khối ngọc giản hải vực đồ mới mua được lên nhìn kỹ rồi mới thu lại ngưng thúy đảo cũng không quá rộng lớn chỉ sau một lúc thần phong chu đã phi tới bên bờ hòn đảo đứng ở thần phong chu bên bờ hòn đảo hàn lập nhìn xung quanh một lát trong mắt tinh quang chợt kéo một lần nữa chỉnh lại phướng, hướng về phía biển sâu vô tận mà bay đi hàn lập không dám bay quá gần mặt biển bởi vì có vài yêu thú tu vi cao thâm cho dù nằm ở dưới đáy biển cũng có thể cách mấy trăm triệu nước biển mà lăng không hút lấy vật sống bay trên mặt biển, nếu có người tu tiên kinh động đến bọn chúng cũng đồng dạng khó thoát khỏi họa sát thân. Hàn lập tự nhiên là cực kỳ cẩn thận, nhưng ở ngoại tinh hải cũng không thể phi hành quá cao, bởi vì ở ngoại tinh hải không chỉ có yêu thú trong biển kết đoàn kết đội để tấn công, mà trên không trung cũng có yêu thú loại phi cầm không ngừng bay xung quanh xem xét, nếu bị bọn chúng theo dõi cũng là truyền cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao ở hải vực có rất nhiều tình huống khác nhau, không có cái gì là tuyệt đối an toàn cả. Hàng năm đều có đông đảo tu sĩ truyền tống đến các yêu thú đảo để thực hiện mộng đẹp bắt giết yêu thủ, nhưng không ít trong số đó sau khi rời đảo cũng không trở về nữa. Chuyện kết đan kỳ tu sĩ truy giết yêu thú không được, lại bị yêu thú cấp cao nuốt chừng cũng có lan truyền. Có thể thấy, việc bắt giết yêu thú ở ngoại tinh hải có không ít chỗ tốt khiến cho người khác phải thèm đỏ mắt nhưng cũng tồn tại những nguy hiểm rất lớn. Cho nên những tu sĩ đi bắt giết yêu thú, cơ bản đều sẽ tự động cùng những người quen biết tụ tập lại, tạo thành những đoàn thể cố định cùng nhau hành động. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng tụ tập đại lượng nhân thủ cùng nhau bắt giết yêu thú như thế cũng đã phạm vào chuyện kiêng kỵ. Bởi vì trước kia, có chuyện tất cả tu sĩ trên một yêu thú đảo đã phạm sai lầm là toàn bộ cùng nhau đi bắt giết yêu thú. Kết quả là những tu sĩ này chỉ tự mãn được một thời gian, thì dẫn tới việc bị vài con yêu thú ở biển sâu đã ngoài thất cấp hoặc một đoàn yêu thú khác vây công, chẳng những những tu sĩ này chết thảm, ngay cả yêu thú đảo cũng bị đám yêu thú phá hủy mất. Sau khi chuyện như vậy xảy ra hai lần nữa thì cũng không ai dám tụ tập quá nhiều tu sĩ cùng hành động, nhiều lắm thì cũng chỉ mấy người, mười mấy người mà thôi. Việc này cũng tạo thành cục diện, trên các yêu thú đảo đều có rất nhiều tiểu đoàn thể, các tu sĩ độc hành tu vi cao thâm đều bị lôi kéo vào nhóm nào đó. Vì những tin tức như vậy, sau khi bay ra ngưng thúy đảo, thần sắc hàn lập trở nên trịnh trọng. Hắn chẳng những phóng ra thần thức cường đại, Đem phạm vi mấy chục trượng xung quanh bao trùm mà đồng thời còn toàn lực khu động thần phong chu biến thành một đạo bạch quang, lấy tốc độ cực nhanh phá không phi hành. Hàn Lập sau khi bay được vài canh giờ lại bắt đầu dừng lại xem xét phương hướng, sợ sẽ bay sai hướng không tìm được địa phương mà hắn muốn đi. Phải nói là vận khí của Hàn Lập không tồi, dọc theo đường đi trừ phát hiện ở xa xa có một con yêu thú cấp 5 đang chơi đùa trên mặt biển ngoài ra cũng không gặp phải phiền phức gì. Sau 3 ngày bay không ngừng nghỉ như vậy, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tòa tiểu đảo toàn một màu hỏa hồng. Đợi đến khi bay lại gần nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra đảo này là do rất nhiều san hô màu đỏ tươi tụ lại từng đống mà thành, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào thì trở nên sáng lấp lẽ, thật sự là xinh đẹp mê người. Hàn lập đứng trên bầu trời đảo này mặt lộ vẻ mừng rỡ. chương 395, Nghề Thường Thảo, Hồng Hô Đảo, đây là đảo san hô ở gần nhất hãy ở chỗ này đi, hàn lập đứng trên không thì thào sau đó khu động thần phong chu đảo xung quanh bốn phía một vòng lớn rồi lại xoay trên không trung một lát sau khi xác định phủ cận đảo san hô không có tu sĩ hay là yêu thú nào khác hàn lập và khúc hồn mới chậm rãi đáp xuống trên đảo này tiểu đảo này diện tích không lớn có kết cầu hình vòng không đều do chứa nhiều dạng san hô lớn nhỏ khác nhau đông một chuỗi tây một chuỗi cùng nhau tạo thành tiểu đảo hàn lập đứng trên mặt đất bóng loáng dùng đầu bàn chân cọ sát bãi cát mịn màu đỏ sậm dưới chân khoanh tay cẩn thận đánh giá địa hình hòn đảo này chỉ sau chốc lát hắn đã nheo hai mắt lại lộ ra ánh mắt thâm trầm đột nhiên hàn lập hướng khúc hồn ra lệnh ở bên cạnh cảnh giới còn mình bắt đầu đi lại trên đảo này dưới tình huống có khúc hồn thủ vệ cảnh giới hàn lập trong hai ngày chỉ ở trên đảo khám phá hắn tra xét tất cả các khu vực trên đảo san hô thậm chí đến lúc cuối cùng còn tiến vào xuống đáy biển trung tâm kia hồi lâu cũng chưa đi ra đến ngày thứ ba thì hàn lập rốt cuộc cũng đã ngừng lại trong lòng đã có quyết định. Hắn ra lệnh cho khúc hồn lựa chọn vài khu vực, bắt đầu bố trí ba tòa đại trận điên đảo ngũ hành trận, thiên phong cuồng liệt trận và huyễn hình thiên la trận. Các đại trận này đặt trên ba con đường để tiến vào trung tâm hồng hô đảo. Sau đó, Hàn Lập mới bày tại trung tâm hồng hô đảo mấy cái tiểu hình trận pháp đem bốn phía phong bế lại. Như vậy hẳn có thể được gọi là thiên la địa võng rồi. Sau khi làm xong hết thảy việc này, Hàn Lập cẩn thận kiểm tra một lần nữa xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới móc từ trong áo ra một cái hộp ngọc. Dùng tay vuốt ve một hồi mặt ngoài hộp ngọc, Hàn Lập mỉm cười thần bí, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là một gốc linh thảo thân dài một tấc có 13 lá. Toàn bộ mười mấy cái lá của gốc linh thảo này đều cuốn lại thành hình trụ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Nhưng càng ngạc nhiên hơn là, toàn thân của nó tản ra ánh sáng màu trắng mờ, có vẻ cực kỳ rực rỡ trói mắt, có chút bộ dáng tiên gia chi vật. Đây là sát thủ lớn nhất của Hàn Lập nghe Thường Thảo. Trên thực tế, linh thảo này mặc dù không thể nói là vật thường thấy nhưng cũng không thể gọi là loại cực kỳ hiếm thấy trên các dạng san hộ tại loạn tinh hải đều có thể tìm thấy vật này nhưng nếu trong hoàn cảnh bị trồng vào trong bùn đất bình thường bốn phía không có phong cảnh rực rỡ thì không bao lâu nghe thường thảo sẽ héo rũ mà chết rất là thú vị kỳ diệu nhất chính là quang hoa phát ra trên thân sẽ giống với hoàn cảnh nơi sinh trường có thể tùy theo sự thay đổi của sắc thái hoàn cảnh mà thay đổi tức là nó có thể phát ra hồng quang cũng có thể phát ra lam quang hoặc các màu sắc khác. Bất quá, dược hiệu của nó đối với tu tiên giả mà nói, cũng không quá quan trọng, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài hấp dẫn. Chỉ có thể dùng để làm dược dẫn luyện chế một ít đan dược cấp thấp mà thôi, rất tầm thường nên không làm cho các tu sĩ chú ý đến. Nhưng nghe thường thảo còn có một cái tên cực kỳ quỷ dị, dụ yêu thảo từng gây ra chấn động không nhỏ tại tu tiên giới loạn tinh hải. Lúc ấy cũng không biết là vị tu tiên giả nào vô ý phát hiện được. Dược thảo cực kỳ diễm lệ này, mặc dù lúc xuất hiện chỉ có 13 cái lá cây cuốn lại thành hình trụ, nhưng cứ hơn 100 năm lại sẽ dần dần răng ra một lá. Quá trình răng ra này diễn ra liên tục 6, 7 ngày đồng thời tản mát ra một loại mùi cổ quái. Loại mùi này tu tiên giả ngửi thấy thì không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số yêu thú trong biển mà nói, lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần ngửi thấy mùi này, yêu thú trong phạm vi nhất định đều sẽ lập tức tranh nhau truy tìm, con nào tìm thấy trước sẽ lập tức đem nó nuốt chừng. Hơn nữa loại nghe thường thảo này tuổi thọ càng lâu thì phạm vi ảnh hưởng khi lá cây răng ra lại càng lớn. Dụ hoặc đối với cao cấp yêu thú cũng càng gia tăng. Nghe nói từng có một vị cao nhân Nguyên Anh Kỳ, tại nơi sâu trong ngoại tinh hải phát hiện một gốc nghe thường thảo đã ngoài ngàn năm, hơn nữa linh thảo này vừa vặn đang là lúc răng ra lá cây thứ 11. Kết quả vị cao nhân này chính mắt thấy phụ cận hơn người con yêu thú cấp 5, cấp 6 đồng loạt hướng hắn vào tới dọa vị cao nhân này phải lập tức bỏ chạy. Vì vậy, sau khi cái phát hiện này được công khai tại tu tiên giới. Có rất nhiều tu sĩ có ý nghĩ lợi dụng linh thảo này để dụ yêu thú tới, rồi diệt chúng lấy yêu đan. Bởi vì việc cao dài tu sĩ tới loạn tinh hải bắt giết yêu thú đau đầu nhất chính là, thường thường truy tìm mấy tháng ở ngoài khơi, một con yêu thú cũng không phát hiện ra. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, yêu thú cấp 5 là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ, còn yêu thú cấp 6, cấp 7 nếu hạ thủ thì có nguy hiểm chết người. Mà yêu thú đã ngoài cấp 8, trừ những môn phái lớn, còn lại các tu sĩ bậc cao khác nếu thấy đều phải lập tức bỏ chạy nếu không chẳng những không bắt xiết được yêu thú mà còn phải làm thức ăn cho nó số lượng yêu thú ở ngoài tinh hải quả thật rất nhiều nhưng chúng nó chỉ cần không trồi lên mặt biển mà ẩn nấp dưới biển không ra thì căn bản không thể phát hiện nếu không cao dài tu sĩ có thể mỗi ngày ngựa khí đi cả ngàn dặm có thần thông dùng thần thức tìm tòi ngoài khơi và đáy biển chỉ sợ nơi này chỉ trong vòng nửa năm sẽ không còn sót lại một con yêu thú nào dù sao trừ nguyên nhân ngoại tinh hải quá lớn và đại đa số yêu thú đều có thủ đoạn ẩn thân độc đáo của chính mình cho dù dùng thần thức thăm dò để truy tìm cũng khó có thể phát hiện ra bây giờ xuất hiện loại nghe thường thảo có kỳ hiệu dẫn dụ yêu thú này tự nhiên khiến cho tu tiên giới lúc ấy một trận sao động trong vòng mấy trăm năm sau đó nghe thường thảo trở nên quý hiếm vô cùng nhưng rất nhanh những người này liền phát hiện loại ý nghĩ này đúng là nằm mơ ban ngày đầu tiên bọn họ không có biện pháp nắm giữ chuẩn xác thời gian răng lá của nghe thường thảo nói là khoảng 100 năm răng ra một cái lá, nhưng sai biệt vài ba năm cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ những tu sĩ hay phải ra biển, không có cách hữu hiệu nào lợi dụng khoảng thời gian này. Tiếp theo, họ lại buồn bực phát hiện, nghề thường thảo này lại có một loại tập tính cổ quái, nếu chưa đầy 100 năm thì không thể di chuyển. Nếu không nghề thường thảo sẽ mất đi kỳ hiệu phát ra mùi vị khi răng lá. Từ đó, ý nghĩ nhanh chóng đem nghề thường thảo lúc răng lá đi ra ngoại tinh hải cũng biến mất. Vì vậy tên gọi dụ yêu thảo sau khi các tu sĩ từ bỏ không lâu đã khôi phục lại thành nghe thường thảo. Hàn lập từ trong một cái ngọc giản, thấy ghi lại những tu liệu như thế. Hắn lúc ấy linh quang nhất động, liền nghĩ tới công hiệu thần kỳ của tiểu bình sau khi phối hợp xảo diệu với linh thảo này, sẽ sinh ra kỳ hiệu ôm cây đợi thỏ. Hắn lập tức từ trong phường thị thu mua một đám nghe thường thảo về bên trong động phủ của mình làm thí nghiệm. Quả nhiên sau khi tích lục dịch vào, nhanh thì một hai ngày, lâu thì bốn năm ngày, nghề thường thảo khẳng định sẽ răng ra một lá. Mà trong quá trình răng ra cũng phát tán ra khí tức cổ quái, khí tức này không thể nói là dễ ngửi nhưng cũng không thể nói là hôi thối, đúng là một loại mùi kỳ dị làm cho người ta ấn tượng sâu đậm. Hàn lập trong lòng nghi hoặc đem hai con huyết ngọc chi chua bỏ vào trong dược viên, kết quả hai con linh thú này lập tức cực kỳ kích động vọt đi, không chút do dự đem vài cọng nghe thường thảo phát ra mùi cổ quái đó ăn đến khi không còn một mống. Sau khi loại mùi này biến mất, hai con nhiên lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hàn Lập vui mừng xen lẫn sợ hãi, sau khi lo lắng quan sát hai con huyết ngọc chi chu hơn 10 ngày, không có xuất hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm trở lại. Có cái sát thủ này trong tay, hắn nhất thời đối với con đường sát yêu lấy đan của mình tràn ngập tin tưởng. Sau khi chuẩn bị một lần nữa, Hàn Lập chẳng những đem theo số lượng lớn nghề thường thảo còn đặc biệt chọn ngưng thúy đảo hải vực đông đảo đảo san hô mà truyền tống tới. Dù sao, cũng chỉ có tại địa phương đông đảo san hô, nghề thường thảo mới có thể sinh sống được. Bây giờ, sau khi hắn bố trí thiên la địa võng ở hồng hô đảo thì đem nghe thường thảo thôi thúc làm cho yêu thú tự động đến trước cửa hàn lập tìm tại một dạng san hô cô độc ở trung tâm hình vòng trên san hô đảo đem cây con nghe thường thảo rời sang đó mặc dù hắn biết nghe thường thảo càng nhiều tuổi thì khi răng là độ ảnh hưởng càng lớn nhưng vì sự an toàn khi làm lần đầu hắn vẫn làm từ nghe thường thảo trăm năm tuổi hàn lập lấy ra tiểu bình cẩn thận thích một giọt lục dịch bên trong bình lên trên nghe thường thảo sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại phụ cận, khúc hồn cũng đã sớm về tới bên cạnh hắn, nhất tề bắt đầu dưỡng thần. Đến ngày thứ ba, nghề thường thảo rốt cuộc cũng có dấu hiệu bắt đầu răng lá và phát tán ra mùi kỳ dị. Hàn lập không nói gì, quang mang trên tay chợt lóe mấy quang hoa khác nhau của bốn cái trận kỳ cũng chỉnh tề cắm trên mặt đất trước mặt. Hàn lập nhìn trận kỳ này một lát, thần sắc bất động một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu mấy ngày sau còn chưa có yêu thú xuất hiện, hắn sẽ tích thêm một giọt lục dịch, đem phạm vi dẫn dụ yêu thú của nghe thường thảo mở rộng thêm một ít. Cứ như thế, sẽ có yêu thú tự động tới trước cửa. mươi 396, sát yêu thủ đan, lo lắng của Hàn Lập hiển nhiên là dư thừa. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Lập đã cảm thấy hai cố linh khí cường đại ba động từ hai phương hướng cấp tốc tới gần hồng hô đảo, khiến sắc mặt hắn hơi đổi. Hắn đột nhiên dương to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận kỳ kia, môi mím chặt lại có chút khẩn trương. Mặc dù hết thảy đều an bài thỏa đáng, nhưng một lần đối mặt với hai con yêu thú cấp cao trong lòng vẫn không tự kìm hãm được mà trở nên khẩn trương đột nhiên một thanh trận kỳ màu tím quang mang đại phóng tiếp theo ba đầu trở nên rung nhẹ hàn lập thần sắc nghiêm nghị nhưng không hành động ngay lập tức mà chỉ yên lặng xem không nói gì hắn biết mặc dù ngũ cấp yêu thú đã có linh trí nhưng nếu đã bị hãm vào đại trận như điên đảo ngũ hành trận thì trong vòng nửa khắc không có khả năng phá trận mà ra bởi vì tu vi của ngũ cấp yêu thú Mặc dù được xưng là ngang bằng với tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng nếu chân chính chiến đấu thì hơn phân nửa không bằng tu sĩ đồng cấp đối thủ. Dù sao linh trí của bọn chúng rất thấp, pháp thuật thiên xanh lại quá đơn giản, nên rất dễ dàng bị người tu tiên đồng cấp nắm bắt được sơ hở mà đánh chết. Trận pháp cao thâm như vậy càng không phải bọn chúng có thể phá được trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Hàn Lập mới có thể an tâm đợi đến lúc một con yêu thú khác lạc vào trận pháp mới phóng tâm mà ra tay chính khi hắn đang có cảm giác bất an thì một thanh trận kỳ màu vàng cũng bắt đầu trở nên quang hoa đại phóng và khẽ phát ra âm thanh ong ong nhất thời khuôn mặt đang nghiêm nghị của hàn lập lộ ra một chút vui mừng tiếp theo hai tay chắp lại bắt pháp quyết đem khí thức của nghe thường thảo cách đó không xa dùng ảo trận cấm chế chung quanh phong kín lại nếu không lại dẫn đến một hai con yêu thú khác hắn sẽ không thể ứng phó được sau khi làm xong việc này hàn lập đưa một tay lên hướng ngư không nhẹ nhàng chụp một cái hai lá trận kỳ phát ra âm thanh khác thường tự động bay vụt đến trên tay hắn, trong miệng lại nói ra một từ đi. Khúc hồn phía sau lập tức mở miệng phun ra một đạo hoàng mang. Tiếp theo hoàng mang đại phóng, cuồn cuộn nổi lên đem hàn lập hóa thành một đạo hoàng hồng bay lên trời rời đi. Một lát sau, hàn lập lại xuất hiện tại một huyễn hình thiên la trận trên bầu trời phía tây, chỉ thấy trong trận hai màu hoàng, lục đang không ngừng quay cuồng. Từ trong trận mơ hồ phát ra tiếng châu giống như trời long đất lở. Hàn lập phóng ra thần phong chu, Ngựa khí một mình bay ra Tiếp theo, hắn từ trong áo rút ra trận kỳ màu vàng Sau khi nhẹ nhàng lay động nơi tay Từ trên cột cờ bắn ra một đạo hoàng quang đánh vào trên thải hà Nhất thời các loại ánh sáng trở nên mờ lại Lộ ra một đầu yêu thú đang bị vây ở trong trận Yêu thú này dài chừng hai Ba trượng toàn thân tròn như trái banh cả người đều là gai nhọn màu lửa đỏ Vừa nhìn giống như một con hải đảm thật lớn Nhưng mà trên cơ thể phồng lên đó lại được bao phủ bởi mấy chục con người màu xanh giống nhau những con người đó lạnh như băng, đang liên tiếp bắn ra quang mang đỏ đậm không ngừng đánh sâu vào cấm chế của đại trận, mà thanh âm giống tiếng châu giống kia chính là từ trong cái bụng mập mập kia không ngừng phát ra, tựa hồ đang cáo kỉnh bạo ngược ở trong đó. Thiên mục yêu, vừa nhìn rõ tướng mạo của yêu thú, Hàn Lập ngay lập tức nhận ra lai lịch của yêu thú này, trong lòng trở nên có chút hưng phấn. Đó là một trong ngũ cấp yêu thú thường gặp nhất trong loạn tinh hải, rất hợp để hắn thực hành một số kỹ năng. Hắn không dám chỉ hoãn lâu, đây không phải là điên đảo ngũ hành trận chính thức có thể sẽ không chống nổi yêu thú này đánh phá thêm vài lần nữa. Vì vậy lập tức tâm niệm nhất động, hướng khúc hồn ra lệnh. Khúc hồn sau khi nhận được phân phó, hoàng quang quanh thân lập tức biến đổi, đột nhiên chuyển hóa thành huyết quang trùng thiên, tiếp theo hai tay hợp lại rồi rất nhanh chia ra, từ trong bàn tay bắn ra một đạo phi mang hình lưỡi liềm màu vàng, bắn thẳng vào trong trận hướng thiên mục yêu hung hăng chém tới. Đúng là khúc hồn đã luyện hóa dung hợp với pháp bảo hỗn nguyên bát, thiên mục yêu mặc dù bị vây trong trận nhưng tựa hồ cũng biết sự lợi hại của hoàng mang còn người quanh thân trong nháy mắt đồng thời nhìn chòng chọc về hướng hỗn nguyên bát đang bay tới mấy chục đạo xích mang đồng loạt phát ra hóa thành một cột sáng màu đỏ rất lớn ngạnh tiếp đạo hoàng mang kia nhất thời cùng pháp bảo khu động của khúc hồn hình thành cục diện so đấu pháp lực thấy cảnh này hàn lập chẳng những không giận mà ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng hắn đưa tay sang bên hông vỗ một cái vào túi chữ vật đang phồng lên nhất thời hơn trăm đạo bạch quang từ trong đó không ngừng bay ra, trong chớp mắt đã đến bốn phía xung quanh đại trận, lộ ra đám khôi lỗi thú dữ tợn. Khôi lỗi thú cao tầm một trượng này vừa hiển lộ thân hình lập tức mở miệng, nhất thời các loại thứ mang đủ loại màu sắc ba đầu được ngưng tụ trong miệng chúng nó, bộ dáng chỉ cần được phân phó là lập tức hành động. Lúc này, trên mặt hàn lập mọc lên vẻ đỏ ửng vì hưng phấn, lộn tay một cái, món hồng tuyến độn quang châm kia liền xuất hiện trên tay đồng thời trên trăm đạo cột sáng từ miệng khôi lỗi thú chỉnh tề phun ra hướng thiên mục yêu trong trận mà bắn tới yêu thú tựa hồ cũng phát hiện không ổn nó đột nhiên rít một tiếng cả thân thể xịch một cái cả thân thể cuốn thành một khối cầu thật lớn tràn đầy gai nhọn đồng thời từ màu sắc của quang mang phun ra từ trong con ngươi nó chợt biến đổi xích mang đột nhiên biến thành lục mang lục mang này cũng không bay ra công kích địch nhân mà là ngưng tụ ở bốn phía trên nhục cầu thành một màn hào quang quanh người nó trên trăm đạo cột sáng đồng thời đánh tới trên màn hào quang xanh biếc quang mang cuồn cuộn đánh vào khắp nơi phòng bảo hộ yêu thú mặc dù vẫn còn chống đỡ được nhưng lục quang trên màn hào quang lóe ra không ổn định trạng thái có vẻ không thể tiếp tục chống đỡ lâu nữa mà lúc này hỗn nguyên bát rốt cuộc cũng đã đánh tan cột sáng hồng sắc không có lực phía sau cầm cự dưới sự chỉ huy của khúc hồn hóa thành thật lớn trong nháy mắt hóa thành một vòng tròn đường kính mấy trượng phối hợp với cột sáng công kích hung hăng đánh xuống vòng hào quang một trận âm thanh vỡ tan thanh thúy chuyển đến màn hào quang mặc dù được thiên mục yêu dùng hết sức phun ra lục mang cầm cự vẫn không chịu nổi cột sáng và hỗn nguyên bát song trọng công kích hoàn toàn bị phá hủy. Thấy cảnh chờ đợi đã lâu này, Hàn Lập không cần suy nghĩ dương tay lên, mười mấy đạo hồng tuyến rời tay bay ra thừa cơ mà bắn vào thân thể đang phơi bày ra của yêu thú. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàn Lập đứng giữa trận pháp, trên tay nâng một viên nhỏ hình cầu màu xanh biếc, sắc mặt vui mừng. Dưới chân hắn là thi thể yêu thú lỗ chỗ vết thương, tại nơi nào đó trên thi thể hiện ra lỗ máu giống như nắm tay người. Đi, Hàn Lập không trần chờ lâu, sau khi dùng túi chữ vật thu lại thi thể của thiên mục yêu lập tức lệnh cho khúc hồn biến thành hoàng hồng quyển mà đi, hướng một đại trận khác đi tới. Cứ như vậy, Hàn Lập ở lại hồng hô đảo này cũng đã hơn một tháng. Hắn trước sau mấy lần nhỏ lục dịch cho nghe thường thảo kia làm cho nó phát ra mùi thơm dần dần mở rộng phạm vi thu hút yêu thú. Kể từ đó cơ hồ cứ cách hai, ba ngày sẽ có yêu thú bị hấp dẫn mà đến làm cho hắn và khúc hồn một hơi tiêu diệt luôn hơn người con yêu thú cấp 5, thật khiến Hàn Lập mừng như điên không thôi. Nhưng khi nghe thường thảo đạt đến 400 năm tuổi thì lại đưa đến một đầu lục cấp yêu thú hiếm thấy, yêu thú kê quan giao, dọa Hàn Lập nhảy dựng lên, vội vàng dùng trận pháp cấm chế khí thức nghe thường thảo phát tán ra ngoài, lúc này mới làm cho con yêu thú sau khi tại phụ cần lưỡng lự vài lần phải tức giận rời đi. Hàn Lập sau cơn kinh sợ cuối cùng đã hiểu ra, nghe thường thảo tốt nhất chỉ thôi thúc cho đến khi nó đạt đến 300 năm tuổi là được nếu tăng thêm số tuổi, sẽ đưa tới yêu thú cấp bậc rất cao. Vì vậy, hắn vội vàng thay đổi một gốc cây non nghe thường thảo, một lần nữa thôi thuộc sự phát triển. Nhưng lúc này ngũ cấp yêu thú phụ cận hồng hô đảo có lẽ đều bị hắn chém giết hết cả. Sau khi thấy liên tiếp 6, 7 ngày mà không có yêu thú nào tới cửa, hàn lập và khúc hồn không có lưu luyến mà lập tức đem trận pháp thu lại sau đó hướng về phía sâu trong ngoại tinh hải bay mấy ngày để tìm một đảo san hô khác rồi lại bày trận, tiếp tục việc sát yêu lấy đan. Hàn Lập sống loại cuộc sống vừa kích thích lại vừa nguy hiểm này trong ngoại tinh hải 5 năm. Trong thời gian này, hắn chém giết hàng trăm mũ cấp yêu thú, thậm chí có một vài yêu thú xa lạ chưa bao giờ nghe nói qua ở tu tiên giới. Việc này làm cho Hàn Lập khi mới đánh nhau với chúng mấy lần suýt chết. Nếu không dựa vào việc khúc hồn và khôi lỗi không sợ chết, sợ rằng cho dù có trận pháp giúp, hắn cũng sẽ phải táng thân trong biển rộng mịt mờ. Hơn nữa trải qua mấy năm tiêu hao, chẳng những khôi lỗi môn hao tổn hết phần lớn chỉ còn lại chừng 20, 30 con mạnh nhất, thậm chí khí cụ bảy trận cũng vì bị mấy đầu yêu thú tính tình giữ dần tự bạo nên phần lớn đều bị hủy diệt với hư hại, không còn được đầy đủ. Nửa năm trước, khi hắn không cẩn thận đưa tới một đầu thất cấp yêu thú, bất đắc không thể làm gì khác hơn là bỏ lại đại trận điên đảo ngũ hành tạm thời vây khốn yêu thú này mà cùng với khúc hồn lập tức bỏ của chạy lấy người. Tổn thất trong 5 năm lớn như thế, đương nhiên thu hoạch lại càng cực kỳ kinh người. Trừ mấy trăm khỏa ngũ cấp yêu thú đan ra, Hàn Lập còn thu được rất nhiều tài liệu có giá trị và quý hiếm từ yêu thú, thậm chí phải vứt đi một vài thứ giá trị hơi kém để giảm bớt áp lực cho túi chữ vật. Mặt khác nhờ vào việc tiêu diệt mấy trăm yêu thú, hắn đã luyện kỹ thuật thực chiến đến trình độ xuất thần nhập hóa và nắm giữ không ít tiểu kỹ xảo độc môn để diệt yêu thú. Hàn Lập hôm nay, cho dù một mình chống lại một đầu yêu thú cấp 5 bình thường cũng có thể sắc mặt thong dong mà đối phó. Chương 397, Bế phủ khổ tu. Hàn Lập đang trên đường cẩn thận bay trở về Ngưng Thúy đảo hắn rất rõ ràng, không có trận pháp và khôi lỗi phụ trợ, chỉ bằng vào hắn, khúc hồn và hai con huyết ngọc chi chu ở ngoại tinh hải sông pha thực sự rất nguy hiểm. Dù bọn hắn có thể dễ dàng đối phó ngũ cấp yêu thú, nhưng vạn nhất bị yêu thú trên lục cấp nhìn thấy thì vẫn khó mà thoát chết. Hơn nữa theo hắn đoán, số yêu đan mà hắn thu thập được hẳn là cũng đủ cho hắn thực hiện nhị chuyển thậm chí tam chuyển mà vẫn còn thừa nhiều. Mấy trăm khỏa yêu đan của yêu thú cấp 5 giá trị ít nhất cũng hơn 10 vạn linh thạch, Càng đừng nói trong đó không ít loại cực kỳ hiếm có, sợ rằng giá trị còn cao hơn nhiều lần. Hàn Lập cũng không có tham lam, hắn làm hết thảy những việc này cũng đều vì có thể trên con đường tiên đạo tiến xa hơn một chút, cho nên khi phát hiện nguy hiểm trùng trùng thì lập tức quyết định thu tay trở về. Bọn họ bây giờ đang ở một nơi rất sâu trong ngoại tinh hải. Nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ nào hắn đều ghi lại vào hải vực đồ của mình, nói không chừng bây giờ ngay cả đường trở về cũng không tìm được lộ trình trở về hàn lập đã bay được vài tháng trên người hắn mang trọng bảo thật sự sợ hãi trên đường gặp phải yêu thú lợi hại hoặc đả kiếp giả trong truyền thuyết nếu là yêu thú thì chưa thực sự nguy hiểm hầu hết đều sẽ không truy đuổi đến mức không chết không thôi nhưng nếu là gặp phải tu sĩ lòng dạ độc ác tự nhiên sẽ không buông tha cho những kẻ sức cùng lực kiệt như bọn họ đến lúc đó chẳng những yêu đan khó bảo toàn sợ rằng hơn phân nửa ngay cả cái mạng nhỏ cũng muốn phải ô hô cho nên dọc theo đường đi hắn và khúc hồn rất đề cao cảnh giác, nếu phát hiện có tung tích của tu sĩ khác thì lập tức ẩn trốn hoặc chạy ra xa khỏi nơi đó. Cứ như vậy, cuối cùng cũng không gặp chuyện gì không may đem yêu đan về tới khu vực ngưng thúy đảo, việc này làm cho hắn có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hàn lập đi vào cái cửa hàng cực kỳ rách nát kia, trừ hai gã trưởng quỹ của cửa hàng là người khác ra thì hết thảy vẫn giống lúc hắn rời đi. Hắn không để ý đến ánh mắt mang vẻ kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi vào căn phòng truyền tống tu sĩ thiên tinh cung bên trong thạch ốc đã được đổi thành một gã trung niên nhân có khuôn mặt vui vẻ và ôn hòa. Hắn vừa thấy Hàn Lập và Khúc Hồn đi đến liền mỉm cười hỏi. Hai vị đạo hữu muốn truyền tống sao? Hàn Lập đang nằm vùi đầu trên chiếc giường lớn, hô hô mấy tiếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này hắn đã về tới động phủ tại tầng 3 trên thiên tinh thành. Thân thể và tâm trí mệt mỏi khiến hắn bất chấp mọi chuyện mà lăn ra ngủ. Sau mấy ngày mới tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo lần đi ngoại tinh hải này thật sự làm cho hắn thực sự mệt mỏi sau khi tỉnh lại hàn lập đi bộ một vòng chung quanh nội động phủ cảm giác được vài năm không thấy trong này hết thảy đều làm cho hắn dâng lên một cảm giác thân thiết nhưng khi hắn nhìn đến trùng thất thì lại phát hiện phê kim trùng kia đã hóa thành một cái ngân cầu thật lớn đang treo ngược trên trần nhà trùng thất mà tiến vào giấc ngủ sâu một màn này làm cho hắn không khỏi lắc đầu nhẹ tiếp đó hàn lập đi tới phường thị một chuyến Chạy đến nhiều cửa hàng mua hết tất cả các loại đan phương trong phường thị. Sau đó lập tức hồi phủ, bắt đầu chìm vào trong việc hối hả luyện đan. Suốt thời gian 2 năm, Hàn Lập ở trong động phủ dựa theo đan phương thu thập được mà đem yêu đan này kết hợp với linh thảo được thôi thúc, luyện chế ra nhiều lô lớn các loại đan dược. Nguyên vấn đề kháng dược tính trước đây làm hắn đau đầu, rốt cuộc cũng không còn quá lo nữa. Hơn thế trong lúc ở đây, hắn cũng đem các loại tài liệu yêu thú không cần thiết rồi cùng với những tiểu thương gia không phải cư dân thiên tinh thành chậm rãi tiêu thụ, đổi lấy một số lượng lớn linh thạch rồi trở về. Nhất thời hắn sẽ không phải vì chuyện linh thạch mà lại giàu dĩ. Sau khi làm xong việc này, Hàn Lập đem động phủ hoàn toàn phong bế, bắt đầu chuẩn bị cho việc tán công. Bất quá, trong một lần vô ý sửa sang lại túi chữ vật chứa đan dược và tài liệu yêu thú còn lại thì lại làm cho hắn có chút đau đầu, đây là cái hắn dùng để dụ yêu thú tại loạn tinh hải mà thôi thúc ra chính là một số lượng lớn nghe thường thảo mấy trăm năm tuổi vật này đem bán không được bao nhiêu linh thạch còn nếu hủy đi lại có chút đáng tiếc dù sao cũng phải dùng không ít lục dịch để thôi thục mới được như vậy mặt khác hắn thủy chung đối với việc nghe thường thảo có lực hấp dẫn lớn đối với yêu thú vẫn cảm thấy có hứng thủ muốn cẩn thận nghiên cứu hàn lập nhìn đông đảo nghe thường thảo trước mắt không hiểu sao dâng lên một cái ý niệm quái dị trong đầu càng lúc càng mạnh liệt không sao ngừng lại được điều này làm cho trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn đột nhiên đem nghe thường thảo một lần nữa thu lại, rồi mang đến trùng thất nơi giam giữ phệ kim trùng. Tùy ý đem một gốc nghe thường thảo mấy trăm năm ném vào bên trong trùng thất. Nhưng phệ kim trùng đang ngủ kia căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Thấy cảnh đó, Hàn Lập cười vài tiếng tự diễu, nhưng sau khi quay đầu lại do dự một chút vẫn để khúc hồn đem nghe thường thảo chuyển đến bên trong dược viên trên mấy khối san hô thật lớn. Sau đó không lâu, hàn lập tiến vào trong mật thất dựa theo tam chuyển trọng nguyên công pháp quyết tán công át đầu cẩn thận tán đi tu vi vì muốn an toàn và ổn định nên quá trình tán công của hàn lập rất thong thả hậm chạp cả quá trình tán công kéo dài nửa tháng hàn lập đem tu vi mình giảm đi đến khi đạt đến tiêu chuẩn chúc cơ sơ kỳ mới vừa ý mà chấm dứt lúc này hàn lập tạm thời xuất quan một chút để củng cố tu vi của mình sau khi tán công rồi sẽ lại phục dược để tu luyện tam chuyển trọng nguyên công trong lúc này Hàn lập thần xui quỷ khiến thế nào mà một lần nữa sử dụng lục dịch thôi thuộc một gốc nghe thường thảo, cũng nhân đó phát hiện ra khí thức cổ quái bên trong trùng thất. Sau đó hắn đứng ở bên ngoài trùng thất, tập trung tư tưởng nhìn qua một cái lỗ nhỏ trong chốc lát, trong lòng thấy hơi thất vọng. Bởi vì ngân cầu do phệ kim trùng ngưng tụ thành vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có gì khác so với trước kia. Việc này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không lấy làm kỳ quái bởi vì nghe thường thảo nguyên bổn cũng không phải đối với mọi loại yêu thú đều có lực hấp dẫn. Mà phệ kim trùng này bài danh cao như thế, không bị mấy cây này dụ hoặc là chuyện rất bình thường. Hàn lập nhẹ thở dài một hơi, chuẩn bị không lãng phí thời gian và lục dịch trên loài cây này nữa, sẽ dốc toàn lực để luyện chế tự linh hoàn tranh thủ làm cho hai con huyết ngọc chi thù lại thăng cấp lần nữa còn giá trị hơn. Vào lúc hắn đang nghĩ như thế, ngân cầu trong trùng thất đột nhiên nứt ra. Mấy trăm con phệ kim trùng hai mắt hồng quang lấp lẽ, cả đám đều nhằm phía nghe thường thảo đang phát ra khí thức cổ quái mà xông tới trong nháy mắt đem nó gặm sạch không thừa một chút sau đó vẫn phát ra âm thanh khe khẽ không ngừng tựa hồ có chút giận dữ chứng kiến cảnh này hàn lập có chút sợ hãi nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng xem ra cái thí nghiệm này còn có thể tiếp tục làm tiếp đây hàn lập tâm tình đại hảo rời khỏi trùng thất rồi phân phó khúc hồn sau này cứ cách một đoạn thời gian thì lại đem một gốc nghe thường thảo vào hắn muốn biết nghe thường thảo này rốt cuộc đối với yêu thú có tác dụng gì để giải đáp nghi hoặc trong lòng sau đó không lâu hàn lập mang tất cả đan dược tiến vào trong mật thất đóng cửa chuẩn bị sinh tử quan hàn lập hoàn toàn không ăn không uống vì quyết định chuyên tâm tu luyện không khôi phục tu vi thì tuyệt không rời khỏi mật thất nửa bước về phần hết thảy mọi việc trong động phủ bởi vì có phân thân khúc hồn có thể từ xa điều khiển cũng không cần hắn phải quan tâm lắm vì vậy hàn lập từ trong túi chữ vật móc ra một bình đan dược sau khi ăn vào một viên thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trong vòng ngã của việc tu luyện. Thời gian sau đó, Hàn Lập trừ việc mỗi ngày đều ở trong mật thất liên hệ với Khúc Hồn một lần ra thì dồn toàn bộ tâm tư còn lại cho việc đả tọa luyện khí. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập tự nhiên tâm vô bàng vụ chỉ cần cảm thấy linh khí trong cơ thể không đủ, sẽ tùy ý lấy ra một viên đan dược lại ăn vào, sau đó tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi đi rất nhanh. Mỗi năm đều đơn điệu tu luyện như thế cuộc sống buồn tẻ chỉ biết tu luyện rồi lại tu luyện dưới dục vọng mãnh liệt một lòng muốn kết đan của Hàn Lập, bất chi bất giác mà trôi qua. Mười năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tính. Hai mươi năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở. Ba mươi năm, thời gian trôi qua, nhật nguyệt như thoi đưa. Vào một ngày sáu mươi năm sau, bầu trời trên động phủ Hàn Lập đột nhiên bị mây đen che kín, ngân xà loạn vũ, sắc trời chợt trở nên tối tăm. Đồng thời, linh khí của hơn trăm dặm gần đó Tất cả đều điên cuồng hướng về phía động phủ của Hàn Lập mà tụ lại, hình thành nên một dòng suối lớn linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả tu sĩ ở gần đó đều cả kinh, vô luận là người đi ngang qua đó hay là người ở gần đó cũng đều dừng chân không bước tiếp hoặc đi ra khỏi động phủ hướng địa phương phát sinh dị tượng thần sắc kinh ngạc nhìn tới. Kết đan, lại có người kết đan, rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng thì thào lầm bẩm, thần tình trên mặt mỗi người cũng khác nhau, cực kỳ phong phú và đa dạng. Có Đố Kỵ mờ mịt, còn lại hầu hết là toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Đồng thời, đông đảo tu sĩ tu vi đã ngoài kết đan kỳ trong thành mặc dù không có chứng kiến thiên tượng phong vân biến sắc này, nhưng linh khí dị thường của tòa thiên tinh thành này thì vẫn không thể thoát khỏi thần thức cường đại của bọn họ cảm ứng được. Bọn họ sau khi hướng động phủ của Hàn Lập liếc mắt xem xét một lát, có người thần sắc bất động, có người tỏ vẻ hưng phấn, còn có người hơi nhíu mày. Chương 398, Kết đan giữ pháp bảo. Bên trong động phủ cánh cửa mật thất rốt cuộc cũng đã mở ra. Một bóng người lóe ra với mái tóc rối bời nhìn không rõ khuôn mặt từ trong mật thất chậm rãi đi ra. Lúc này, hoàng quang lóe ra, khúc hồn lập tức xuất hiện bên cạnh người này, thần sắc cực kỳ mê muội. Hắc hắc, kết đan rốt cuộc kim đan đại thành, nhìn hết thảy mật thất và khúc hồn đang nghiêng người bên cạnh. Người này đột nhiên ngửa đầu cười phá lên, mơ hồ lộ ra âm thanh như rồng ngâm hổ khiếu. Trong lúc đó từ dưới mái tóc rối bời và bẩn thỉu kia lộ ra một khuôn mặt, đúng là của người 60 năm trước đi vào trong mật thất hàn lập. Chỉ là lúc này trong mắt hắn tinh mang vận chuyển giơ tay nhấc chân đều rất có khí thế, phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Hàn lập cười to, nhìn hết thảy ngoài mật thất thì có loại cảm giác xa lạ. 60 năm không mang thế sự, làm cho hắn có cảm giác như đã trở thành một người khác, giống như những gì xảy ra trước kia hết thảy đều trở nên rất xa vời. Hàn lập không dừng lại tại lâu, mà dựa theo ấn tượng trong trí nhớ trở lại phòng ngủ của mình. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập từ trong phòng ngủ đi ra mặt mày đã trở nên sang sủa. Một lần nữa khôi phục dung mạo và trang phục vài chục năm về trước, và vẫn còn bộ dáng một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Bất quá, ánh mắt hắn bây giờ trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng, không vội không vàng hướng trùng thất mà đi. Phệ kim trùng bên trong trùng thất và mấy chục năm trước hoàn toàn không giống nhau. Chẳng những đạt tới số lượng kinh khủng mấy vạn con mà nguyên bổn lúc đầu trùng xác chỉ có màu bạc, nay cũng đã xuất hiện những đốm màu vàng, có vẻ rất dữ tợn, hung ác chứng kiến cảnh này hàn lập không lộ ra vẻ kinh ngạc nhiều năm về trước hắn thông qua phân thân khúc hồn đã biết về việc này bây giờ chỉ bất quá là tận mắt chứng thực mà thôi tự ngấm hàn lập thấy mình cũng vạn lần bất ngờ lúc đầu chỉ là linh quang chợt lóe đem phệ kim trùng này để thí nghiệm nghe thường thảo không nghĩ tới lại may mắn giải quyết được vấn đề nuôi dưỡng phệ kim trùng sau khi hắn bế quan khúc hồn vẫn mỗi tháng không ngừng đem nghe thường thảo cho phệ kim trùng ăn làm cho kỳ trùng này sau khi ăn vào tính tình biến đổi, càng ngày càng trở nên hung dữ. Cứ nuôi như vậy được 3, 4 năm sau phệ kim trùng rốt cuộc xảy ra dị biến. Bất ngờ, một lần sau khi gạm sạch nghe thường thảo bọn chúng lại bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Mấy ngày sau, mấy trăm con phệ kim trùng lúc đầu chỉ còn sót lại có hơn 10 con, nhưng những con trùng tử còn sống sót này, thể tích và khí thức đều hơn xa đồng loại lúc trước. Hơn nữa, những con này không lâu sau khi cắn nuốt đồng loại của nó thì bắt đầu tự động đẻ trứng mỗi con đều đẻ gần 100 quả trùng noãn mới từ từ chết đi. Hàn lập trong thời gian này thu được hơn 1.000 quả trùng noãn. Những con trùng này sau khi ấp trứng khoảng gần một năm thì trứng sẽ tự nở. Vì vậy, khúc hồn lại dùng nghe thường thảo làm thức ăn cho bọn nó, để cho chúng không ngừng cắn nuốt, đẻ trứng. Sau vài lần liên tiếp như vậy, số lượng vệ kim trùng bắt đầu trở nên tăng mạnh. Nếu không phải nghe thường thảo có thể thôi thuộc số lượng có hạn, thời gian phát sinh làm cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau ngày càng dài ra, Nói không chừng số lượng còn tiếp tục tăng cao. Hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên là phệ kim trùng này sau khi cắn nuốt lẫn nhau thì đời sau so với đời trước càng cường địa hơn. Ngay cả trên trùng xác vốn thuần một màu bạc cũng đã xuất hiện một vài đốm vàng, hơn nữa đốm vàng còn có xu thế càng lúc càng lớn. Điều này làm cho hắn thầm nghĩ, không lẽ là đợi đến khi toàn bộ trùng xác hóa thành màu vàng, chúng nó mới chính thức thăng cấp. Đứng ở ngoài trùng thất, Hàn Lập ánh mắt chấp động nhìn phệ kim trùng này hồi lâu, không nói gì hắn rất rõ ràng, phương pháp nuôi dưỡng và gây giống vệ kim trùng này khẳng định không phải phương pháp mà ngự thú tu sĩ cổ xưa hay dùng. Bởi vì hắn tin tưởng, kỳ hiệu thôi thuộc của thần bí tiểu bình này ở phàm tục thế gian tuyệt đối chỉ có một. Nói không chừng loại phương pháp này càng tốt hơn so với phương pháp nuôi trùng của những người trước. Nghĩ tới đây, Hàn Lập mỉm cười, hướng một gian trùng thất cách vách khác không xa đi đến, nơi đó giam giữ hai con huyết ngọc chi thù. Mặc dù nghe lời Hàn Lập, khúc hồn mấy năm nay chỉ dùng một bộ phận nhỏ lục dịch để luyện chế linh dược tự linh hoàn, nhưng trải qua thời gian dài như vậy được ăn tự linh hoàn, hai con huyết ngọc chi thủ sớm đã thăng lên vài cấp, hôm nay đã là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Chúng nó hiện tại so với con bạch ngọc chi thủ ngày đó hắn nhìn thấy bên trong động quật dưới đất giống nhau như đúc, toàn thân trong suốt như ngọc, xinh đẹp cực kỳ. Hàn lập đến hiển nhiên kinh động hai con bạch chi thù, chúng nó đã sớm cùng với hàn lập tâm ý tương thông nên bay nhanh về phía cửa đá, bộ dáng muốn cùng Hàn Lập vui đùa, thân thiết. Hàn Lập trong lòng vui vẻ mở cửa đá ra, hai con huyết ngọc chi thù lập tức nhảy ra, không ngừng bắt đầu đảo quanh thân Hàn Lập. Hàn Lập vuốt ve lưng hai con yêu thú một lát, đối với thân thể cực kỳ trong suốt của bọn nó lấy làm thắc mắc không thôi. Sau đó mới dùng túi linh thú thu hồi bọn nó, rồi xoay người rời khỏi trùng thất. Còn với phệ kim trùng này, Hàn Lập còn chưa có ý sử dụng. Hàn định đợi đến khi trùng tử này lại tiếp tục ấp trứng rồi cắn nuốt thêm vài đời nữa, sau khi thân thể hoàn toàn chuyển thành màu vàng mới mang đến đại dụng, dùng chúng nó làm sát thủ trong bóng tối. Tiếp theo, Hàn Lập vòng vo khắp nơi tại động phủ rồi mới hăng hái rời khỏi đó về phòng ngủ. Khoan khoái nằm trên giường gỗ, Hàn Lập nhớ lại tình hình lúc kết đan trong mật thất. Việc lần này có thể kết đan thành công nhanh như vậy, cũng vượt xa dự liệu của Hàn Lập. Hắn không có tu thành tam chuyển trọng nguyên công mà chỉ là trong hơn 30 năm hoàn thành nhị chuyển mà thôi bởi vì nhờ vào phục dụng đan dược để tu luyên tam chuyên trọng nguyên công tốc độ tu luyện so với dự định của hắn lúc đầu nhanh hơn nhiều nguyên hắn tưởng rằng nếu muốn đem tam chuyển toàn bộ tu thành khẳng định phải cố hết sức thậm chí căn bản không làm được nhưng không nghĩ tới trăm năm đã hoàn thành nhị chuyển điều này làm cho việc tu luyện thành đệ tam chuyển trong lúc hắn còn thọ nguyên đúng là có thừa khả năng nhưng sau đó tâm tư hàn lập bắt đầu hoạt động lại không dám đem toàn bộ hy vọng có thể kết đan đặt lên tam chuyển trọng nguyên công dù sao công pháp này là của nhà người ta độc chiếm vẫn chưa có người khác tu luyện qua hơn nữa theo trên công pháp ghi lại sau khi tam chuyển thành công thì có thể có một nửa khả năng kết đan thành công như vậy không phải nói nếu hắn tu luyện xong tam chuyển rồi vẫn có một nửa khả năng không cách nào có thể kết đan điều này làm cho tâm trạng hắn trở nên nặng nề không khỏi nghĩ rằng phải tìm thêm một vài thủ đoạn để cho hy vọng kết đan lớn hơn một chút trước khi bị hắn tiêu diệt lời người từng là thiếu chủ thiên trúc giáo lâm sư huynh đã nói nếu đem đại diễn quyết tu luyện tới tầng cao có thể đề cao khả năng kết đan, lại một lần nữa hiện lên trong đầu Hàn Lập. Vì vậy sau khi trải qua một phen cẩn thận tính toán, hắn bắt đầu tu luyện đại diễn quyết tầng thứ ba công pháp. Mặc kệ những lời này là thật hay giả, tu luyện cái này chắc là không có tác hại gì đâu. Đó là ý nghĩ đơn giản của Hàn Lập lúc ấy. Tầng thứ ba của đại diễn quyết đương nhiên so với tu luyện tầng thứ hai thì tốn thời gian dài hơn. Hàn Lập dùng hơn 20 năm thời gian mới vất vả đột phá bình cảnh, miễn cưỡng luyện thành về phần tầng thứ tư của đại diễn quyết hàn lập căn bản không muốn tu luyện bởi vì thời gian dùng để tu luyện quá dài hàn lập bây giờ không thể chờ đợi được